Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Âm Dương Thiên Sư. Thiếu niên thiên sư Lý Phi dùng Mao Sơn đạo thuật huyền bí, mời Tam Thanh trừ tà, xuống núi cứu người, lưu lạc đô thị, diệt cương thi ngàn năm, trừ quỷ vương Đông Doanh, bảo hộ đạo giáo Hoa Hạ, thanh trừ phản đồ Mao Sơn, lấy đạo thuật độ tà ác, cuối cùng công đức viên mãn. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất mong quý vị và các bạn cho xin một like đăng ký, chia sẻ và ấn chuông thông báo để được nghe chuyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn đã ủng hộ kênh YouTube Mao Sơn Quỷ Vương. Để không mất thời gian của các bạn, mình xin đọc tiếp. Âm Dương Thiên Sư, tập 1, chương 01, thu phục yêu quái. Chấm, Hoa Hạ, đông bắc Trường Bạch Sơn, một khu rừng nguyên sinh nào đó. Đêm khuya, mọi thứ đều yên tĩnh và tất cả các loài động vật đều thu mình lại. I he he he, ha. Đột nhiên, một quả cầu ánh sáng đỏ khổng lồ không ngừng di chuyển xuyên qua khu rừng, trong ánh sáng đỏ thỉnh thoảng còn vang lên một tiếng cười nham hiểm đáng sợ, vang vọng xa xa. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy giữa ánh đèn đỏ có một con cáo đỏ rực với 9 cái đuôi, mặt người, thân thú. Đôi má đó trông giống như khuôn mặt của một cặp cô gái xinh đẹp không gì sánh bằng, nhưng bức ảnh này nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ. Trong chớp mắt, con cáo kỳ lạ này bay qua một khu rừng và biến mất. Vớt vé tút tút. Ngay sau đó, hàng chục thanh niên mặc đạo bào màu vàng, tay cầm kiếm gỗ gụ lao ra từ một khu rừng khác. Cửu vĩ yêu hồ, chạy đi đâu? Một vị đạo sĩ trẻ tuổi hét lớn, cầm trong tay một thanh kiếm đồng xu khác hẳn những thanh kiếm khác, vẽ ra một phù văn thần bí trong khoảng không trước mặt, theo sau là một lượng lớn ánh sáng vàng lóe lên. Ôi! Đồng xu kiếm trong tay hắn đột nhiên lớn lên gấp mấy lần, khi hắn ném nó lập tức cắt ngang khoảng không, thanh kiếm được bao phủ bởi phù văn, nhanh chóng bay về một phương hướng nhất định. Đang cướp bóc đi ra ngoài, phương xa đột nhiên lóe lên một đạo đèn đỏ, thanh niên kiêu ngạo liếc nhìn xung quanh nhóm thanh niên đạo sĩ, vội vàng đuổi theo đồng tiền kiếm phóng đi. Trương Minh, tiểu tử này, đạo pháp của hắn giỏi đến mức không nhận ra. Đây là một trong 8 chiêu thức chính trong kỹ năng phái Mao Sơn của ta, dùng lời nguyền nuôi quân. Một đạo sĩ trẻ thở dài nói sốc. Đúng vậy, chỉ có cao thủ này mới có thể đối phó được cửu vĩ yêu hồ thoát khỏi tháp trấn áp này. Tôi chỉ có thể nhìn lại và thở dài. Nhóm đạo sĩ đang ghen tị thì bất ngờ nghe thấy một tiếng hét từ xa. A, tiếng hét này rõ ràng là do đạo sĩ trẻ vừa phát ra. Không ổn, sư huynh Trương Minh gặp nạn rồi. Nhanh chóng nhận trợ giúp. Sắc mặt của một nhóm đạo sĩ trẻ tuổi đột nhiên thay đổi. Tất cả đều lao về hướng đó. Khi họ đến nơi sau đó ít phút, vị đạo sĩ trẻ tên Trương Minh đang trong tình trạng nguy kịch. Tôi nhìn thấy cửu vĩ yêu hồ đỏ rực nằm trên mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp vốn dĩ bỗng trở nên hung dữ, nổi đầy những đường xanh, vô cùng đáng sợ. Phía sau, 9 cái đuôi cáo khổng lồ màu đỏ rực quấn chặt lấy Trương Minh, Trương Minh sắc mặt tái nhợt, thanh kiếm đồng xu trong tay rơi vãi trên mặt đất, hắn không ngừng vùng vẫy trên không, sắp chết ngạt. Con hồ ly này quá khủng bố, có thể tồn tại hơn 100 năm như sư phụ đã nói. Phải làm gì, chúng tôi có cần giúp đỡ không? Một nhóm đạo sĩ trẻ tuổi hoảng sợ trước khuôn mặt của yêu hồ đang nhìn chằm chằm vào họ. Đáng chết đạo sĩ Mao Sơn, các ngươi đều đáng chết, các ngươi đã áp chế ta 500 năm, hôm nay ta sẽ tiêu diệt toàn bộ phái Mao Sơn các ngươi. Còn yêu hồ hung hãn đến mức vung 9 cái đuôi cáo, trong nháy mắt. Một vật thể rơi xuống trước mặt đám người. Bùm! Chính Trương Minh đã bị hút hết sức lực và nghị lực. Cái chết thật đau đớn và lạnh lẽo. Sư huynh Trương Minh, một nhóm đạo sĩ trẻ tuổi, 6 vị thần không chủ, nhìn thấy cựu vĩ yêu hồ hung hãn lao về phía mình. Quái vật, Mao Sơn là địa phương quan trọng, ta làm sao có thể cho phép ngươi tự phụ như vậy? Ngay khi một nhóm đạo sĩ sợ hãi đến chân yếu ớt, thậm chí không còn dũng khí để trốn thoát thì một tiếng hét lớn vang lên từ trong rừng. Một đạo sĩ khác mặc áo choàng đạo giáo bước ra. Đây là một thanh niên có bộ dáng khá tuấn tú, nhìn qua ước chừng 17, 18 tuổi, trẻ hơn tất cả mọi người có mặt. Nhưng bước chân anh vững vàng, từng bước nhẹ nhàng không gợn sóng, anh nhìn cửu vĩ yêu hồ vô cùng bình tĩnh. Tiểu sư đệ, một đám đạo sĩ nhìn thấy thanh niên này, lập tức kinh ngạc kêu lên. Hiển nhiên là quen biết hắn. Sư đệ, ngươi phải cẩn thận, còn yêu hồ này có lẽ có 500 năm, linh thức cẩn thận kẻo bị thiệt. Đúng vậy,
sư huynh Trương Minh cũng là người, tâm linh, vừa rồi đã chết rất bi thảm. Một nhóm đạo sĩ vội vàng nhắc nhở, sợ toàn bộ, cặp song sinh vô song, của thế hệ phái Mao Sơn này sẽ diệt vong. Một khi, đệ đệ, này cũng chết, thì tất cả đệ tử của thế hệ này đã nhận được sự truyền dạy thực sự về kỹ thuật của Mao Sơn sẽ không còn nữa. Điều này có nghĩa là, Hoa Hạ, thế hệ cuối cùng của đạo giáo Mao Sơn, đã suy tàn kể từ đó. Đây là điều mà họ, với tư cách là đạo giáo, không muốn thấy. Hừ, ngươi là một cái tiểu tử ngu dốt, mới học đạo giáo mấy năm, muốn thu ta vào, cho dù sư phụ của ngươi tới. Hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Cửu vĩ yêu hồ này giận dữ, một đôi mắt cáo đầy khinh thường, nhìn vị đạo sĩ trẻ tuổi và chế nhạo. Thanh niên nghe xong vẫn rất bình tĩnh, cười khẩy nhìn chằm chằm con quái vật trước mặt rồi nói, năm đó ta phái Mao Sơn có thể tiếp nhận ngươi. Hôm nay phái Mao Sơn thứ 108 chân chính. Đệ tử Lý Phi, ta cũng có thể thu ngươi. Ngươi nên ngoan ngoãn chui vào, túi ma thuật của ta càng sớm càng tốt, nếu không ta sẽ đánh ngươi nát thịt. Màn biểu diễn bá đạo của chàng trai trẻ này không chỉ khiến yêu hồ sừng sốt một lúc mà cả một nhóm đạo sĩ cũng vô cùng kinh ngạc. Có lẽ đạo đức của sư đệ Lý Phi ngang hàng với sư huynh Trương Minh nên cơ hội thắng được con hồ ly này là rất nhỏ. Sư đệ Lý Phi quá bốc đồng, đã phạm điều cấm kỵ, chọc giận con hồ ly này, sẽ không có trái ngon để ăn. Một đám đạo sĩ lắc đầu thở dài, cảm thấy vị thần đồng trẻ tuổi này rốt cuộc vẫn còn trẻ. Quả nhiên, cửu vĩ yêu hồ nổi giận. Là thế hệ yêu vương, cách đây 500 năm. Họ đã gây ra vô số dông bão và chiến đấu chống lại các thế hệ đạo giáo Mao Sơn, ngày nay họ bị một đứa trẻ non nớt coi thường. Điều này thực sự làm cho nó rất tức giận. Em yêu, anh sẽ ăn sống em. Đột nhiên, cửu vĩ yêu hồ bùng lên một ngọn lửa vô hình màu đỏ rực, đột nhiên biến thành một ngọn lửa, phát ra một tiếng vù lao về phía vị đạo sĩ trẻ tuổi, thậm chí còn há miệng đầy máu, cố gắng tấn công. Nuốt chửng anh ta trong một ngụm. Cảnh tượng này khiến những đạo sĩ trẻ tuổi này sợ hãi đến không nói nên lời. Tuy nhiên, vị đạo sĩ trẻ tuổi lại lắc đầu, lẩm bẩm, mấy ngày trước, có lẽ ta sẽ sợ ngươi, nhưng bây giờ, ngươi chẳng khác gì, trừ phi ngươi có đạo lý ngàn năm. Không ai nghe thấy chàng trai trẻ nói gì, nhưng sau khi nói xong, ánh mắt anh ta trở nên cố định và vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Dùng một chân làm trục, chân còn lại tại chỗ vẽ một vòng cung hình bán nguyệt, quét nhẹ nhàng. Trung quanh chân có một luồng ánh sáng chói lóa thần kỳ thắp lên, một bát quái, màu vàng nhạt, hoa văn càng thêm tỏa sáng và nhấp nháy. Người thanh niên bất động như chuông, hai chân đặt vào giữa bát quái âm dương ngư, ánh mắt cực kỳ tự tin, lẩm bẩm, trời sáng đất sáng, trăng soi ta, trời đất dung chuyển ta. Tâm, thiên cương đấu ma, địa sát bát bước thành công. Đôi mắt của chàng trai đột nhiên sáng lên và anh ta nhìn lên bầu trời. Cuối tầm mắt của hắn, xuyên qua bầu trời đêm của khu rừng nguyên sinh này, một đám mây đen lướt ngang qua bầu trời, lộ ra vầng trăng tròn vàng óng trong đó, theo sau là một tia sáng dịu dàng từ ánh trăng rơi xuống, vô tư, giống như nó rơi vào bát quái âm dương ngư, dưới chân chàng trai. Cùng lúc đó, bức tượng bát quái đột nhiên sáng lên, toát ra khí thế thót tim, khiến đạo sĩ trẻ tuổi đứng trung tâm là Dịch Phong liệt liệt vô cùng phi thường. Việc này, sao có thể? Đây là chiêu thức đạo giáo khó luyện nhất trong các chiêu thức Mao Sơn, động tác bằng chân. Hơn nữa cũng là một loại bộ pháp cực kỳ lợi hại, có được ánh trăng uy lực, cần đúng thời gian, địa điểm và người. Bộ pháp này tên là Thiên Cương Bát Bước. Một nhóm đạo sĩ trẻ tuổi sừng sốt, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Đây là nghệ thuật đạo giáo sâu sắc nhất và gần như đã thất truyền. Trời đất chính nghĩa, mặt trời mặt trăng sáng ngời, Thiên Cương Bát Bước. Mẹ kiếp, chàng trai tiến lên một bước, đối mặt với con cáo quỷ đang lao tới và dùng lòng bàn tay tát nó. Dưới lòng bàn tay này, yêu hồ lập tức hét lên một tiếng, địch ý trong cơ thể tăng lên thay vì giảm bớt, bùng phát như ngọn lửa, hắn mở miệng định cắn trả vị đạo sĩ trẻ tuổi. Chàng trai cười khẩy và hét lên, vào cho tôi 8 bước. Tất cả quái vật trên thế giới đều khó có thể vào được tôi. Cùng lúc đó, bát quái màu vàng đang không ngừng xoay tròn dưới chân anh bùng lên ánh sáng, tỏa sáng rực rỡ. Quả nhiên, cửu vĩ yêu hồ chưa kịp đến gần áo bào, có một luồng ánh sáng vàng xuyên qua đầu hắn, ngay trên đầu hắn xuất hiện một chữ gai màu vàng khiến cho khí tức của yêu hồ đột nhiên xuất hiện.
đã trở nên yếu đi rất nhiều. Cửu vĩ yêu hồ này hung hãn vô cùng, cố gắng phấn đấu. Nhưng người thanh niên vẫn cười lạnh, bước tới bước thứ ba. Khoảnh khắc hắn bước tới, con yêu hồ bắt đầu run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Quay lại và bỏ chạy. Bạn không thể trốn thoát. Chàng trai trẻ giữ nụ cười điềm tĩnh từ đầu đến cuối, cắn ngón tay cái không vội vàng, sau đó lấy ra một chiếc túi vải màu cam từ trong tay, dùng ngón tay vẽ một chữ, gai, lên đó và đánh dấu bằng con cáo yêu quái. Đầu, từ, gai, vang vọng nhau từ xa. Chàng trai mở túi và hét lên, cầm lấy. Ngay sau đó, con yêu hồ nhanh chóng trở nên nhỏ bé hơn, mặc dù không ngừng vùng vẫy muốn trốn thoát nhưng dường như không thể ngăn cản được mà bị kéo vào trong túi. Sau khi thu thập xong, chàng trai lại bắt đầu lẩm bẩm, vẽ một chữ run lên trên túi rồi đặt vào trong tay. Hừ, tiểu ác ma ngươi dám chạy trốn khỏi trấn yêu tháp. Nói xong, hắn nhìn đám đạo sĩ trẻ tuổi đang sửng sốt, nở nụ cười ấm áp, các huynh đệ, yêu hồ đã thu thập xong, chúng ta về báo cáo chủ nhân. Chương 02, đạo sĩ từ trong núi đi ra. Sư đệ Lý Phi, ngươi, đạo giáo của ngươi đạt tới trình độ tâm thông, khi nào vậy? Một vị đạo sĩ trẻ tuổi nhìn vị đạo sĩ trẻ tuổi trước mặt với vẻ khó tin, lớn tiếng hỏi. Chiêu thức vừa rồi, thiên cương bát phần, là, bộ pháp, trong chiêu thức của Mao Sơn, cao cấp hơn nhiều so với kiếm gỗ đào hay các loại bùa chú đơn giản mà họ vẫn đang sử dụng. Nghệ thuật Mao Sơn ngày nay được chia thành, Nam Mao, và Bắc Mao, theo phe phái và vị trí Nam Bắc. Nhóm người này chính là thế hệ đệ tử hiện tại của Đông Bắc Trường Bạch Sơn, Bắc Mao. Còn, Bắc Mao, theo chiều sâu của đạo giáo, được chia thành 4 cấp độ, thần béo, tâm thông, chân quyền, và siêu phàm. Nếu có thần thông thì đã được coi là người non nớt rồi, giống như người đồng môn Trương Minh vừa mới chết thảm dưới tay yêu hồ, anh ta cũng có thần thông. Tuy nhiên, đối phó quái vật dưới 100 tuổi có linh lực cũng không sao, nếu là quái vật lớn hơn 500 tuổi thì đạo giáo hiển nhiên là không đủ. Vì vậy, tâm thông có thể coi như đã vào cung. Thiên cương bát bộ, vừa rồi là một chiêu thức đạo giáo rất mạnh mẽ trong số các bộ pháp. Về phần động tác chân, chỉ có đạo sĩ Mao Sơn của đạo sĩ Tâm Thông mới có thể thực hiện được. Cho nên, đám đạo sĩ này tự nhiên có thể nhìn ra, trước mặt tiểu đệ tử mới học đạo đạo 8 năm, đã đạt tới trình độ đạo giáo đủ để chống lại 500 năm lão quỷ. Loại đạo giáo sâu sắc này đơn giản là không thể có trong thế giới hiện đại ngày nay, nơi mọi người ngày càng không tin vào thuyết ma quỷ. Khi mới thành lập, Hoa Hạ, Lang Băm và Phù Thủy không có tay nghề tràn lan, khiến các đạo sĩ thực sự có năng lực của Mao Sơn cũng bị đàn áp, phải sống ẩn dật trong núi rừng. Khô héo nhiều lần. Bây giờ ở thế kỷ 21, chỉ còn một số giáo viên liệp yêu còn hoạt động ở các đô thị sầm uất. Sư đệ chuẩn bị bắt đầu huấn luyện. Một nhóm đạo sĩ trẻ thở dài, có thể hàng phục được một con yêu quái lớn như vậy đã đủ điều kiện để phái Mao Sơn trở thành đệ tử. Một nhóm đạo sĩ băng qua rừng rậm nửa giờ mới đến một đỉnh núi đặc biệt hẻo lánh. Một số người đi dọc theo tiểu đạo của đỉnh núi và chẳng mấy chốc đã lên tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một đạo giáo đơn giản, phía trước đạo giáo là một quảng trường, ở giữa quảng trường có một tòa tháp cổ. Tòa tháp bị khóa 4 phía bởi 4 sợi xích lớn màu đen, khắp nơi treo những lá bùa màu vàng, những cơn gió hung hãn thổi qua khiến người ta rùng mình. Thỉnh thoảng, bạn có thể nghe thấy nhiều tiếng hét kỳ lạ phát ra từ tòa tháp. Dưới tháp, chính giữa quảng trường, có một vị đạo sĩ già râu bạc, thần khí bất tử, đứng chắp tay nhìn một nhóm đạo sĩ trẻ tuổi đang tiến tới. Đạo sĩ trẻ tên Lý Phi quỳ xuống, khá cung kính, đồng thời lấy túi ma thuật phù từ trong tay ra, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó rồi bất ngờ mở ra. Là một người đàn ông toàn thân được bao bọc bởi ánh sáng vàng. Con cáo nhỏ màu đỏ rực nhìn anh ta một cách cay đắng và biến mất trong tòa tháp trong nháy mắt. Đệ tử Lý Phi đã bắt được cửu vĩ yêu hồ trốn khỏi trấn yêu tháp. Nói xong, hắn lại suy tư, hơi có chút áy náy nói, đáng tiếc sư huynh Trương Minh qua đời, ta lại đi quá muộn một bước. Ông lão mỉm cười nhìn Lý Phi, xua tay nói, ta là người dòng họ Mao Sơn. Ta đã cống hiến cả cuộc đời mình cho việc diệt quỷ và bảo vệ đảo. Ta không có quan hệ thề nguyền với ma quỷ. Mặc dù Trương Minh chết, anh ấy chết tốt, nhưng chính em đã làm thầy tôi sáng mắt. Hồi đó, tôi đưa các bạn, một nhóm trẻ cô đơn từ thế giới bên ngoài, lên núi dạy các bạn đạo giáo.
tôi không ngờ rằng các bạn và Trương Minh lại có được những gì như ngày hôm nay, thậm chí các bạn còn đạt đến trạng thái tâm thông. Tôi rất tự hào về cô giáo của mình. Lão đạo sĩ nhìn Lý Phi bằng ánh mắt dịu dàng nói, con ơi, bây giờ con có thể bắt đầu dạy học rồi. Những đạo sĩ trẻ tuổi khác đều tỏ ra ghen tị, sâu trong sự ghen tị đó là mong muốn được thoát khỏi ngọn núi sâu rừng già này. Đáng tiếc, sau khi xuất ngũ chỉ có thể xuống núi. Để trở thành tu sĩ, trước tiên bạn phải đạt được con đường tâm thông. Nghe sư phụ nói, Lý Phi thấy rõ run rẩy, nhưng sau đó lập tức lắc đầu, sư phụ, ngài từng nói trấn yêu tháp này trấn áp vô số đại yêu quái, thậm chí có cả cường giả. Ma quỷ bị ta trấn áp, phái Mao Sơn lịch đại. Tổ sư, nếu đệ tử ra khỏi núi, sư phụ sẽ không có người giúp đỡ, ta cũng không thể rời đi. Ta quyết định ở lại trong núi cả đời để bảo vệ trấn yêu tháp này. Quyết tâm của Lý Phi khiến đám đạo sĩ trẻ phía sau và ngay cả những đạo sĩ già trước mặt cũng phải nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng rồi vị đạo sĩ già đi tới, vỗ vai hắn, cười nói, thật ra cửu vĩ yêu hồ đó là do sư phụ ta cố ý thả ra khỏi trấn yêu tháp. Cái gì? Một đám đạo sĩ trẻ tuổi nhìn nhau khó hiểu, Lý Phi ngẩng đầu lên, khó có thể tin nhìn vị sư phụ trước mặt. Tôi làm việc này cho sư phụ của mình chỉ để kiểm tra kỹ năng đạo giáo của bạn. Ai đầu hàng con hồ ly này sẽ có khả năng trở thành cao thủ. Sư phụ, vì sao muốn khảo nghiệm chúng ta đạo giáo? Một vị trẻ tuổi đạo sĩ nghi hoặc hỏi. Lão đạo sĩ thở dài, trong mắt lộ ra một tia ký ức. Năm đó, khi ta du hành ngoại giới với tư cách là sư phụ, ta đã hứa với một người sẽ giúp hắn giải quyết một sự cố siêu nhiên. Trở thành bất tử, không có người canh giữ chân yêu tháp, thầy đành phải đưa các bạn trẻ vào ngọn núi sâu này để canh giữ chân yêu tháp này. Và đã thỏa thuận với người đó rằng tôi sẽ đi tìm anh ta 10 nhiều năm sau. Lúc đầu sư phụ rất nóng lòng muốn quay lại, chỉ đơn giản là giải quyết chuyện này. Nhưng bây giờ, thời hạn 10 năm đã hết, ta cũng không thể thoát khỏi nghề giáo. Nói xong, lão đạo sĩ lại thở dài nặng nề, nhìn chằm chằm vào đạo sĩ trẻ tuổi Lý Phi, nói, sư phụ ta thả con hồ ly này ra, thứ nhất là để thử ngươi, thứ hai là để một người trong số các ngươi tiếp quản vị trí đó. Chủ nhân, đi đến Tông Giang Thị để thực hiện lời hứa với chủ nhân của mình. Một nhóm đạo sĩ trẻ tuổi, trong đó có Lý Phi, đều sửng sốt. Sư phụ, đây là chuyện gì thần kỳ? Lý Phi ngẩng đầu hỏi. Dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với chủ nhân, cho dù hắn có lòng muốn về núi cũng không thể đơn giản phong ấn nó, điều đó có nghĩa là thứ này có lẽ rất phức tạp. Con tới đó sẽ biết, ở đây có một tấm thẻ bài của thầy. Con cầm cái này đi đến phía Nam Tùng Giang thì tìm Chu Bằng Triển, chủ tịch tập đoàn Chu Thị, ông ấy tự nhiên sẽ hiểu con. Được thầy gửi tới mọi người. Nói xong, lão đạo sĩ lấy từ trong tay ra một viên ngọc bội đưa cho Lý Phi. Mặt dây chuyền ngọc nhìn bình thường nhưng tay nghề lại tinh xảo hơn, sau khi Lý Phi ôm nó vào lòng, lão đạo sĩ nhìn Lý Phi hồi lâu, trong mắt lộ ra một tia phức tạp hàm ý. Ông lại bước tới vỗ nhẹ vai anh, nhẹ nhàng nói, Phi Nhi. Là người xuất chúng nhất trong thế hệ đệ tử cuối cùng của tôi hy vọng anh sẽ tiếp nối kỹ thuật Mao Sơn và đừng làm hoen ố danh tiếng, Bắc Mao, của tôi. Nam Mao và Bắc Mao từng thuộc cùng một dòng họ, nhưng sau này vì một số lý do mà tách thành hai giáo phái, đạo giáo mà họ kế thừa cũng dần trở nên khác nhau. Kỹ thuật Mao Sơn được Bắc Mao kế thừa tương đối xác thực, dòng dõi Đông Bắc Trường Bạch Sơn có lẽ là thế hệ cuối cùng của kỹ thuật Mao Sơn chính thống. Đạo sĩ trẻ đang quỳ gối Lý Phi cảm thấy vô cùng nặng nề trước trách nhiệm to lớn trên vai, gật đầu nói, sư phụ yên tâm, sau khi giải quyết xong chuyện này, ta sẽ lập tức trở về núi giúp sư phụ trấn thủ trấn yêu tháp. Lập tức, anh ta lại ba lạy trước mặt sư phụ, từ biệt một nhóm sư huynh, chuẩn bị xuống núi vào rạng sáng ngày hôm sau và đi đến Tùng Giang Thị để giải quyết sự việc siêu nhiên. Đêm đó, Lý Phi ở lại đạo đạo nơi ông đã sống 8 năm để nghỉ đêm cuối cùng. Sáng sớm ngày hôm sau, dưới con mắt dõi theo của sư phụ và tất cả sư huynh, chàng rời núi và dần dần biến mất vào rừng nguyên sinh. Chương 03, Đại Mỹ Nhân Giang Hiểu Đình. Sau ngày đêm hành quân, đến trưa ngày thứ ba, Lý Phi đã bước ra khỏi dãy núi nguyên sinh Trường Bạch Sơn. Nhìn lại hướng đất Bắc Mao, Lý Phi thầm nhủ, sư phụ. Đệ tử phải ghi nhớ nội quy, không được dùng đạo giáo để hãm hại người khác, hàng ma trừ quỷ. Khi cần thiết thì hy sinh thân mình vì những người khác, thay vì xuống địa ngục, cũng cứu được linh hồn.
Mặt khác, sau khi chuyện này giải quyết xong, đệ tử phải lập tức trở về Bắc Mao. Nói xong hắn quay người sải bước rời đi, thực sự bước vào thế giới hỗn loạn này. Đạo bào trên người đã được Lý Phi cho vào túi sau lưng cùng với những đồ vật do ông làm ra và mang trên lưng. Chiếc túi thần kỳ ở thắt lưng cũng đã được anh nhét vào túi quần. Trang phục anh mặc là áo vest trắng, quần jean và một đôi giày chạy bộ. Ngoài ra, trong túi quần của anh còn có một tờ tiền vé 500 tệ. Tất cả những thứ này đều được chủ nhân để lại cho anh trước khi anh rời đi. Sống trên núi lâu năm, không biết gì về tiền bạc, sau khi Lý Phi cạo chọc đầu ở tiệm cắt tóc, trông anh chẳng khác gì một cậu bé bình thường, ngoại trừ bộ quần áo tồi tàn, không ai biết anh là một đạo sĩ của Mao Sơn vừa từ trên núi xuống. Cứ thế, Lý Phi bắt đầu đi về hướng Nam, sau chặng đường dài 2 ngày 2 đêm, cuối cùng anh cũng đến được một thành phố tiên tiến, có nền kinh tế vô cùng phát triển ở phía nam nước Hòa Hạ. Tùng Giang Thị. Sau khi ra khỏi ga xe lửa, Lý Phi nhìn khắp nơi cao ốc, khách sạn, khu giải trí, dòng người qua lại trong nháy mắt, ánh mắt chợt tối sầm, không biết phải đi đâu. Bạn không thể lấy mặt dây chuyền ngọc đó làm vật kỷ niệm và hỏi ngẫu nhiên những người qua đường xem họ có biết Chu Bằng Triển hay không. Tất nhiên, Lý Phi không biết rằng với tư cách là chủ tịch tập đoàn Bằng Triển, người đàn ông quyền lực cực lớn ở Tùng Giang Thị này thực tế đã được rất nhiều người biết đến. Lý Phi suy nghĩ một chút, 500 tệ đi tàu đã tiêu hết, ngay cả khách sạn giá rẻ cũng không đủ tiền mua, đột nhiên anh dần cảm thấy chuyện này càng ngày càng phức tạp. Nếu không có gì khác, ban đầu tôi nghĩ đó sẽ là một giải pháp đơn giản cho một sự cố siêu nhiên, nhưng không ngờ, việc tìm nơi ở lại trở thành ưu tiên hàng đầu. Lý Phi đang đi lang thang trên đường, nhìn kỹ hơn, mắt anh sáng lên. Dưới một gốc cây lớn, có một ông già đeo kính râm ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ, trước mặt có một tấm biểu ngữ có chữ bói, viết ngoằn ngoèo. Sư phụ, xin hãy giúp cứu bạn cùng lớp của tôi. Kể từ khi trường chúng tôi tổ chức một chuyến đi chơi vào tuần trước, toàn bộ tính cách của cô ấy đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi cô ấy trở về. Cô ấy thỉnh thoảng còn nói những điều vô nghĩa. Xin hãy cứu bạn cùng lớp của tôi. Bên cạnh ông già ngồi xổm một cô gái xinh đẹp, khoảng 17, 18 tuổi, giống Lý Phi. Cô ấy ăn mặc trẻ trung và xinh đẹp, phần thân trên mặc áo sơ mi trắng, phần thân dưới mặc một chiếc quần short denim và một đôi tất trắng, khoe trọn đôi chân thẳng và thon thả. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa và trông vô cùng xinh đẹp, thực sự rất bắt mắt. Là ma, nhất định là ma, cô nương. Hãy cầm lấy lá bùa này của tôi, hòa với nước uống, sau đó để bạn cùng lớp của cô nghỉ ngơi vài ngày, mấy ngày nữa, tà ma sẽ bị đuổi đi. Anh ấy sẽ bình an vô sự. Lão già vẻ mặt nghiêm túc, từ trong tay móc ra một lá bùa vàng nhỏ nát đưa tới, thần bí nói thật, ta hiện tại là phái Mao Sơn, một đệ tử chân chính của Bắc Mao. Lá bùa ấy cao quý lắm, đẳng cấp linh phù, mà chỉ bán 5.000 một chiếc, hời quá. Bị thu hút bởi cuộc trò chuyện giữa hai người, Lý Phi tò mò bước tới, nghe thấy ông lão tự xưng là đệ tử của Bắc Mao, trong lòng cười khẩy. Theo hắn, lão già này đang nói nhảm. Trước mặt mình là một đệ tử chân chính của Bắc Mao, hắn dám giả làm đạo sĩ của Mao Sơn, đây chỉ là một trò đùa trong một trò đùa. Còn cái gọi là linh phù cao cấp này, theo Lý Phi thì hoàn toàn không có đạo giáo, hơn nữa dòng họ Bắc Mao của họ hầu như không dùng bùa. Người dùng bùa chắc chắn là Nan Mao, có đạo giáo lộn xộn. Đúng rồi. Mà lão già này lại đang nói nhảm, chỉ cần một câu nói là có thể nói ra cô bé này là ma, loại tu luyện này có lẽ cao hơn sư phụ của hắn. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn, cảm ơn. Tiền chỉ là chuyện nhỏ, lần này bạn học của tôi cuối cùng cũng được cứu. Cô gái xinh đẹp mỉm cười vui vẻ, cất linh phù đi, lấy trong túi sách hàng hiệu ra một xấp tiền $100. Không chớp mắt ném cho ông lão, rồi trên đôi giày cao gót rời đi với vẻ mặt vui sướng. Khuôn mặt của cô ấy. Ha ha ha, kiếm tiền dễ dàng như vậy. Ông lão tháo kính râm xuống, vừa cười vừa đếm những tờ $100. Đúng lúc này, ông nhận thấy có người từ phía sau vỗ nhẹ vào mình. Một thanh niên đi ngang qua, mỉm cười với ông và nói, chú ơi, một quý ông rất yêu tiền và khôn ngoan. Hãy cầm lấy số tiền này và làm một số việc nhỏ. Ngoài ra, hãy nhớ, sau này đừng giả làm người khác. Đệ tử Bắc Mao. Nói xong, Lý Phi cũng không thèm nói nhảm với anh, ánh mắt tập trung, nhanh chóng đuổi theo cô gái xinh đẹp.
Điên rồi, ông lão khó hiểu nhìn Lý Phi, nhét tiền vào túi rồi bắt đầu tiếp tục gian lận. Nhưng anh không biết rằng sau khi bị Lý Phi chụp ảnh, anh đã xui xẻo cả tháng trời, không làm ăn được một việc gì. Phải đến khi không thể chờ đợi được nữa, anh mới phải từ bỏ công việc kinh doanh và tìm một công việc nghiêm túc thì mọi chuyện lại xoay chuyển. Sau đó, anh nhớ lại chàng trai trẻ mình đã gặp và những gì chàng trai trẻ nói, rồi anh nhận ra rằng mình đã gặp được một chuyên gia. Đệ tử chân chính của Bắc Mao. Tiểu thư, xin chờ một chút, chúng ta cùng thảo luận một chút. Lý Phi cuối cùng cũng bắt kịp cô gái xinh đẹp này. Cô là ai? Gọi ai là cô? Cô không muốn sống nữa phải không? Cô gái xinh đẹp cau mày, nhìn Lý Phi từ trên xuống dưới, vẻ mặt không vui, bĩu môi nhỏ nói. Vừa rồi chú không gọi ngươi như vậy sao? Lý Phi gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói. Ta là cao thủ, hơn nữa, ta nhìn giống tiểu thư sao? Cô gái xinh đẹp nhìn Lý Phi đang ngơ ngác trước mặt, tức giận nói. Cái này, mỹ nhân, trong đầu Lý Phi quay cuồng nhanh chóng, hắn đổi chủ đề nói, kỳ thực, lão già vừa rồi là kẻ nói dối. Ồ, làm sao ngươi biết, đôi mắt xinh đẹp của cô gái xinh đẹp càng nhăn lại, hơn nữa, hắn là kẻ nói dối, liên quan gì đến ngươi? Đừng nói với ta là ngươi đã rút kiếm giúp ta khi ta nhìn thấy một sự bất công. Tôi không thể nhìn thấy bạn như thế này, quá nhiều. Là sinh viên năm nhất, tôi thực sự không tin vào chuyện ma, nhưng tôi thực sự không còn cách nào khác, chuyện này quá tà ác, trong tuyệt vọng, với tư cách là bạn thân của bạn cùng lớp, Giang Hiểu Đình không còn cách nào khác ngoài thử phương pháp này. Lý Phi nắm bắt rất rõ sự thay đổi trong biểu cảm của cô, anh tập trung nhìn vào giữa lông mày của cô rồi cười nói, giữa lông mày của em có ngưng tụ màu đen. Tôi nghĩ lúc bạn cùng lớp gặp rắc rối chắc chắn em đã nhìn thấy. Với thứ gì đó ô uế, nếu bạn có thể tin tưởng tôi, bạn cũng có thể để tôi thử. Thành thật mà nói, tôi là một đạo giáo phái Mao Sơn thực sự. Giang Hiểu Đình nghe vậy, sắc mặt xinh đẹp đột nhiên thay đổi, hắn nhớ tới cảnh tượng tối qua đi gặp bạn thân, không khỏi kinh ngạc nói, sao ngươi biết? Chẳng lẽ là như vậy? Đó không phải là ảo giác, mà là bạn thân của tôi thực sự đã gặp ma. Nhìn thấy thái độ của Giang Hiểu Đình, Lý Phi càng tự tin hơn, nói, bây giờ cũng không muộn, tôi nghĩ bản thân của cậu có thể bị ma ám, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không cậu sẽ không thể trốn thoát được. Cái chết, dẫn đường, dẫn tôi sắp gặp bản thân của bạn. Nghe Lý Phi nói một cách thần bí, Giang Hiểu Đình lập tức sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, cuối cùng cũng gật đầu rồi vội vàng đưa Lý Phi về nhà bản thân Lưu Tâm Duyệt. Chương 04, xin năm con ma. Dọc đường, hai người không hề dừng lại, đi đến một khu dân cư rồi tiến vào một tòa nhà cao tầng. Đến tầng 11, Giang Hiểu Đình dẫn Lý Phi gõ cửa. Cánh cửa vừa mở ra, một cặp vợ chồng trung niên trông có vẻ buồn bã, giữa hai lông mày có một luồng khí đen lan tỏa. Tất nhiên không thể nhìn thấy Giang Hiểu Đình, nhưng Lý Phi, người sở hữu pháp môn, tâm thông, của đạo giáo, đã tu luyện âm dương nhãn. Lúc này lông mày của hắn càng nhíu lại. Hiểu Đình, người tới rồi, đây là ai? Chú gì, đây là chuyên gia cháu mời đến chữa bệnh cho Tâm Duyệt. Tâm Duyệt có nhà không? Giang Hiểu Đình dẫn Lý Phi ra cửa, lo lắng nói. Tâm Duyệt đến rồi, sư phụ, có phải vị thiếu niên này không? Hai vợ chồng nghi ngờ nhìn Lý Phi. Người đàn ông trung niên lại càng phàn nàn, Hiểu Đình, sao lại dẫn người lạ vào nhà? Giang Hiểu Đình do dự một chút, không biết nên nói cái gì. Tuy nhiên, Lý Phi không quan tâm, anh khẽ mỉm cười, đưa tay ra trước mắt đôi trung niên, nhẹ nhàng nói, chú và dì, chú có định xem nữa không? Dưới sự đụng chạm này của Lý Phi, anh ta thực sự đã sử dụng một chút kỹ thuật tiểu đạo để mở âm nhãn của hai người, và bạn có thể nhìn thấy sự oán giận và quỷ hồn. Lúc này, đôi vợ chồng trung niên vừa nhìn thì thấy căn phòng tràn ngập khí đen. Đặc biệt là xung quanh hai người họ tràn ngập dấu vết khí đen đang lao vào cơ thể họ. Cái, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đôi vợ chồng trung niên sừng sốt, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Lệ quỷ đã vào nhà ngươi, nếu ta không đến kịp thời, tất cả những người tiếp xúc với con gái ngươi đều sẽ bị tên quỷ này giết chết. A, đôi vợ chồng trung niên lập tức sợ hãi và bối rối, vậy? Chúng ta nên làm gì đây? Không sao đâu, có tôi ở đây. Lý Phi xua tay, đi vòng quanh phòng,
lẩm bẩm, tôi tò mò tại sao thứ này còn chưa giết người. Giang Hiểu Đình ở một bên khó hiểu, kéo tay Lý Phi nói, sao tôi không nhìn thấy. Lý Phi mỉm cười liếc nhìn mắt cô, khiến cô sợ đến mức tái mặt hét lên, anh nắm lấy cánh tay Lý Phi, trốn ở phía sau cô. Chủ nhân, xin hãy cứu con gái tôi. Đôi vợ chồng trung niên không hề nghi ngờ gì về anh, cuối cùng cũng tin tưởng vào thủ đoạn của Lý Phi, gần như quỳ xuống trước mặt anh. Không cần đâu chú gì, vẫn chưa muộn đâu. Nếu đến muộn có thể sẽ xảy ra chuyện. Hãy đưa tôi đến phòng con gái chú ngay. Lý Phi nghiêm túc nói. Được rồi, xin hãy đi với chúng tôi. Đôi vợ chồng trung niên biết được tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức dẫn Lý Phi vào phòng khách, đi được vài bước thì tới một không gian có cửa đóng kín. Lý Phi đứng trước cửa, phía sau có ba người đứng, khi mở mắt ra, hắn phát hiện xung quanh cửa đang tràn ra một lượng lớn khí đen, hắn dùng tay đẩy ra nhưng không được. Không thể mở nó. Lý Phi cau mày, người thật ra biết cách chặn người có đạo pháp, nhưng đối phó với cao thủ Liệp Yêu bình thường thì không sao, đối phó với ta à? Ta muốn xem mục đích của ngươi là gì. Ngay sau đó, Lý Phi cũng không vội xông vào, từ phía sau cầm lấy cái gói màu vàng nhạt lấy ra một quá ba ti hình bát giác. Cái gói màu vàng này là thứ mà anh luôn mang theo bên mình kể từ khi còn là đệ tử, trong đó có những kẻ mà anh từng giải quyết những thứ này. Cầm bát quái trong tay, trước ánh mắt khó hiểu của Giang Hiểu Đình và ba người, Lý Phi đứng yên lẩm bẩm điều gì đó, trời đẹp đất đẹp, xin hãy để Tam Thanh trở về thần vị, xin hãy đi. Đến ngũ quỷ trấn, tà linh như pháp luật gấp gáp. Trong phút chốc, Lý Phi hét lớn, bát quái trong tay nhanh chóng lưu chuyển, phía trên bát quái 5 điểm sáng màu xanh đậm lơ lửng, không ngừng xoay tròn, Lý Phi hét lớn một tiếng, bát quái bị dán chặt vào cánh cửa phòng không còn rơi nữa. Bạn đang làm gì thế? Giang Hiểu Đình nhìn bàn tay Lý Phi, nàng đã mở ra, tự nhiên nhìn thấy 5 ngọn đèn xanh cùng cảnh tượng thần kỳ bát quái dính vào nhau không cần keo, không khỏi hỏi. Cặp vợ chồng trung niên ở một bên cũng thầm mím môi, chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lý Phi khẽ cười nói, ta vừa niệm chính là, mời thần ra lệnh ma chú của dòng truyền, Bắc Mao. Ta đã mời Tam Thanh và 5 con quỷ đến trấn áp bọn chúng trong bát quái của ta trong thời gian ngắn, hộ vệ cánh cửa này để ngăn nó thoát ra ngoài khi tôi xử lý thứ đó sau này. Với cách cư xử hiện tại của Lý Phi, sẽ là ngu ngốc nếu mời Tam Thanh, cho nên người được mời canh giữ cửa khẩu lần này chính là ngũ quỷ. Tất nhiên, nếu có nhiều thời gian, Lý Phi thường không cần bát quái bẫy, ngũ quỷ, khi khoác đạo bào mở đàn, nhưng bây giờ thời gian có hạn. Biện pháp khẩn cấp duy nhất là dùng bát quái, chân áp, ngũ quỷ. Ngũ quỷ là gì? Giang Hiểu Đình giống như một đứa bé tò mò, rất hứng thú với những điều bí ẩn mà Lý Phi nói. Ngũ quỷ là quỷ vương. Người ta thường thờ ngũ quỷ để làm cho gia tộc thịnh vượng. Chúng có tác dụng răn đe tự nhiên đối với các quỷ hồn khác. Dù người ta mời không phải là thực thể của ngũ quỷ tại địa phủ, chỉ là ngũ đạo hóa thân, nhưng cũng đủ để đối phó thứ này. Lý Phi vội vàng giải thích, sau đó kéo Giang Hiểu Đình lại, xoay hắn lại, tạo thành một lan, bằng ngón tay, dưới hình thức hoa chỉ, ông lẩm bẩm lời nói và vẽ ra một lá bùa rất phức tạp đằng sau nó. Sau lưng cô, một phong ấn ánh sáng vàng dưới dạng bùa chú lóe lên trong giây lát rồi biến mất. Sau đó, Lý Phi cũng làm theo và vẽ bùa tương tự lên lưng cặp vợ chồng trung niên. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của ba người, Lý Phi đành phải giải thích lần nữa. Vì tôi đã mở âm dương nhãn cho các bạn nên tôi sẽ chỉ cho các bạn xem tôi phá hủy thứ này như thế nào. Những gì tôi vừa vẽ đối với bạn là tôi. Mao Sơn là một bùa hộ mệnh, trong nghệ thuật đặc biệt bảo vệ con người khỏi sự xâm nhập của ma quỷ và linh hồn ma quỷ. Nó có thể bảo vệ bạn khỏi sự xâm nhập của thứ đó. Không ngờ cậu lại có năng lực như vậy. Giang Hiểu Đình liếc nhìn Lý Phi bằng ánh mắt sáng ngời. Vớ vẩn, nếu không gặp phải thứ mạnh như vậy thì tôi đã bỏ chạy rồi. Lý Phi tức giận nói. Đánh giá từ sự thận trọng khi anh ta thực hiện các kỹ năng đạo giáo của mình, chúng tôi biết rằng thứ mà anh ta gặp phải lần này không đơn giản. Đi theo ta, đừng nói gì, đừng cử động. Lý Phi nhắc nhở, ba người đều biết hắn cường đại, gật đầu liên tục, Giang Hiểu Đình thậm chí còn ôm chặt cánh tay Lý Phi, gần như bám chặt vào người Lý Phi. Tim Lý Phi chợt thắt lại, cảm nhận được sự mềm mại từ trong vòng tay mình,
nhưng lại không muốn nói thêm gì nữa. Anh đành phải im lặng hưởng thụ, giơ tay mở cửa, bốn người cùng lúc bước vào. Chương 05, Thanh Triều Nam Nhân. Lâm Lãng, trên thế giới này chỉ có anh yêu thương em bằng mọi cách, em bằng lòng ở bên anh đến hết cuộc đời, không bao giờ xa cách. Giọng nữ, Nguyệt tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ yêu ngươi cho đến thiên hoàng. Di lão, cái kia Tam phủ đại nhân chết tiệt, không bao giờ có thể mang ngươi đi nữa. Giọng nam, Lâm Lãng, ngươi đối với ta thật tốt. Giọng nữ, khoảnh khắc Lý Phi cùng bốn người bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến Lý Phi cũng có chút choáng váng. Lúc này, căn phòng tràn ngập không khí u ám khiến người ta ớn lạnh sống lưng, như thể đang ở trong một nghĩa trang. Nhìn kỹ hơn, đây là phòng gì, hóa ra là nghĩa trang. Cảnh vật xung quanh biến thành núi non hoang vu, trước mặt bốn người, giữa không khí đen kịt, xuất hiện một ngôi mộ màu vàng đất, trước mộ có một bia mộ cổ nằm trên mặt đất, có khắc dòng chữ đại đại. Thanh càn khắc trên đó, Lang Long Trạng Nguyên. Ừ, chính là nó, lần trước lớp chúng em đi dã ngoại, chúng em đi ngang qua nghĩa trang này. Chính nơi đây Tâm Duyệt như mất hồn, sau khi trở về, em sẽ nói, Lâm Lang, theo thời gian. Giang Hiểu Đình ở một bên nhìn thấy cảnh tượng siêu nhiên này, trợn tròn mắt, Lý Phi một tay bịt môi ra hiệu không được nói. Đôi vợ chồng trung niên cũng ngơ ngác, không hiểu căn phòng xinh đẹp của mình sao lại biến thành lăng mộ, không khỏi hỏi, sư phụ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chắc chắn là bị ma ám, Lý Phi bình tĩnh nói, hai mắt sáng lên, không biết từ lúc nào, hai bóng người một nam một nữ xuất hiện bên cạnh ngôi mộ trước mặt bốn người. Người đàn ông này ăn mặc giống như một học giả cổ xưa, đội mũ cao, dường như là một quan chức, không thể nhìn thấy rõ mặt trước, chỉ có bóng lưng. Người đàn ông đang ôm một cô gái mặc váy ngủ trong tay, cô gái này nhìn khá xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại đờ đẫn, không ngừng ngẩng đầu nhìn thư sinh một cách trìu mến. Nguyệt Mai, chúng ta về nhà thôi. Giọng nam. Ừ, cô gái bất đắc dĩ gật đầu, được thư sinh ôm vào lòng, đang chuẩn bị bước vào mộ. Lúc này, Giang Hiểu Đình chợt lo lắng, hét lên, Tâm Duyệt. Đừng vào. Theo tiếng kêu này, khung cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi mạnh mẽ, nghĩa trang biến thành căn phòng ban đầu nhưng vẫn u ám đến khó thở. Trên chiếc giường lớn, một cô gái mặc váy ngủ, nhếch nhác đang nằm trên đó. Trên giường, thư sinh đang nằm trên người cô gái, bồng bềnh trên người cô. Táo bảo, người dám hãm hại người trước mặt ta, người muốn không bao giờ được đầu thai sao? Lúc này, Lý Phi hét lớn, khiến thư sinh đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt tái xanh, hai hốc mắt trống rỗng không còn nhãn cầu, thịt trên mặt đang nhanh chóng thối rữa. Chính vào lúc này, áo choàng của học giả chuyển sang màu đỏ, trông rất sáng, khi quần áo của ông ta chuyển sang màu đỏ, cơn tức giận của học giả lập tức tăng lên và ông ta nhìn chằm chằm vào Lý Phi, giọng nói vô cùng khàn khàn, giống như một con quạ, ngươi là ai? Cậu thực sự có thể nhìn thấy tôi à? Mao Sơn đạo sĩ, Lý Phi, sắc mặt Lý Phi cũng hơi thay đổi, trong lòng nói, ta biết vì sao con ma này lại oán hận như vậy. Quả nhiên, hắn cả đời mang theo hận thù chết đi, hắn chết trong bộ quần áo màu đỏ. Còn một người phụ nữ mặc quần áo đỏ chết, cái chết thuộc về ma âm, người đàn ông chết mặc quần áo đỏ thuộc về ma dương. Ma dương vốn có nhiều oán hận hơn âm quỷ, hơn nữa, con ma này có thể đã chết hơn 100 năm. Khiến cho sự thù địch của nó tăng lên rất nhiều và sắp trở thành một con quỷ. Tiềm năng ma quỷ. Mao Sơn, đạo sĩ. Giọng nói của thư sinh áo đỏ càng thêm nham hiểm, còn xem ngươi đã tu đạo bao nhiêu năm. Sao dám hủy hoại việc tốt của ta? Hừ, đừng nói ngươi trong cơ thể không ngưng tụ quỷ đan biến thành quỷ yêu, cho dù ngươi thành công, ta cũng sẽ đánh chết ngươi. Đánh quỷ không bằng hàng ma suy cho cùng. Ma không phải là thực thể và rất giỏi làm rối loạn tâm trí, nếu trong lòng có chút sợ hãi nào thì sẽ rất tệ. Hơn nữa, những gì Lý Phi nói không phải là nói dối. Đệ tử ưu tú nhất của thế hệ, Bắc Mao, này, trừ khi gặp phải tang thi trăm năm hiếm thấy, nếu không thì hắn không sợ bất kỳ con ma nào, kể cả vua ma. Ồ ô, đột nhiên, cả căn phòng bỗng chuyển sang màu đỏ dưới tiếng huýt sáo sắc bén của học giả mặc đồ đỏ. Nhìn vào, dường như có vô số người trên tường và trên thi thể của Giang Hiểu Đình và những người khác. Học giả mặc áo đỏ có thể nghe thấy rõ ràng bên tai anh ta. A, cái gì thế này? Giang Hiểu Đình nhìn mình đầy máu, hét lên,
ngước lên thì thấy một khuôn mặt xanh mục nát đang tiến thẳng vào mặt mình, chính là học giả mặc áo đỏ vẫn đang đối diện với mình, cô cười lớn. Mọi thứ đều rất thật. Cùng lúc đó, đôi vợ chồng trung niên dường như cũng nhìn thấy cảnh tượng tương tự và ngất xỉu tại chỗ. Chỉ có Giang Hiểu Đình là không ngừng la hét. Tôi chỉ còn nghe bên tai câu thần chú của Lý Phi, tiêu diệt vận rủi, nguyên thủy chân dài, gió thổi qua, ta thấy chân quang. Ta cấp bách như pháp, chỉ dụ. Ngay sau đó, Giang Hiểu Đình cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng, bên cạnh là Lý Phi vẫn đang niệm chú, mọi việc vừa rồi giống như một cơn gió thoảng qua, không có chuyện gì xảy ra. Học giả áo đỏ vẫn đứng bên giường. Nếu em sợ nó thì tự nhiên nó sẽ sợ. Có anh ở bên cạnh, em nhìn thấy gì cũng đừng hoảng sợ. Cứ coi như không có gì thôi. Lý Phi quay lại nhìn cô, bất lực nói. Ồ, Giang Hiểu Đình bất giác gật đầu, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác an toàn chưa từng có. Thật là một đạo sĩ hôi hám. Đạo giáo tu luyện thâm sâu như vậy, ta cùng ngươi không có cựu hận, ngươi vì sao muốn cản trở ta? Học giả áo đỏ sợ Lý Phi đạo giáo kịch liệt hỏi. Người có mạng, quỷ có quỷ đạo, là lỗi của ngươi mà lôi kéo cô gái này. Ta, dòng họ Mao Sơn, là người chấp pháp địa phủ trên thế giới, làm sao có thể dung túng ngươi? Lý Phi lời nói vang xa, uống rượu say sưa, Giang Hiểu Đình ánh mắt sáng ngời nhìn một bên, như thể thiếu niên trước mặt đang ở bên cạnh mình, Diêm Vương có đến cũng không sợ. Tôi và cô gái này thực sự yêu nhau, mong anh có lòng tốt để tôi ra đi. Sau này tôi sẽ được khen thưởng bằng những cách tuyệt vời. Thật vớ vẩn, xem ra ngươi không có chút nào hối hận, hôm nay ta sẽ đánh nát ngươi. Thấy con ma này vẫn còn tức giận, Lý Phi tức giận hét lên tại chỗ. Chân bước mạnh, hai tay giơ lên, mái tóc đen nhánh như thác nước, tiếp tục quyết định, lớn tiếng hét, ta ôm 9 tầng trời trong mây rồng, chân dẫm lên 10 phương. Địa ngục, nam tính của thế giới nghe theo trái tim tôi. Giết quỷ không để lại bất kỳ sinh mạng nào. Hãy khẩn trương như pháp luật ra lệnh. Giết. Uống. Hắn hét lớn, thần chú như sấm sét. Hắn đưa tay đẩy về phía trước, nhìn thấy trong phòng một cái bát quái khổng lồ màu vàng ảo ảnh sáng ngời, lập tức đánh trúng thư sinh áo đỏ. Thì ra là lời nguyền thần kỳ của kim cương. A, học giả áo đỏ dù có bạo lực đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự phản chiếu của bát quái. Toàn thân như một cái sàng, ánh sáng vàng tràn ra khắp nơi. Khi bát quái xoay mấy vòng, thư sinh áo đỏ dần dần nhỏ đi, cuối cùng hóa thành kích thước bằng bàn tay, bị mắc kẹt trong bát quái vàng, không ngừng đi xuống phía Lý Phi. Cầu chủ nhân tha mạng cho tiểu sinh cũng có lý do của mình. Chương 06, Dương Thọ bị hút. Bất kể khó khăn của bạn là gì, tôi đã cho bạn một cơ hội, chỉ là bạn không trân trọng nó thôi. Lý Phi giận dữ hét lên, không hề tỏ ra thương xót. Giang Hiểu Đình ở một bên bị mê hoặc bởi các chiêu thức thần kỳ của Lý Phi, ngơ ngác nhìn thư sinh áo đỏ cầu xin tha thứ, sư phụ, con không biết một điều. Tiểu sinh sinh vào thời đại Thanh Càn Long, anh ấy đã ở đó từ khi còn nhỏ, anh ấy xuất thân từ một gia đình nghèo, có một người yêu là người yêu thuở nhỏ của anh ấy, nhưng vì không ở đúng gia đình nên anh ấy học hành chăm chỉ vài năm và cuối cùng cũng tốt nghiệp trung học. Không ngờ lúc đó, chi phủ đại nhân nhìn thấy sắc đẹp của nàng, cướp đi thân thể của nàng, dùng quyền hành hùng mạnh của mình trấn áp sự phản kháng của Tiêu Sinh và Tương Hạo. Tiêu Sinh không chịu nhận, trong cơn thịnh nộ, ông ta treo cổ tự sát trong bộ quần áo màu đỏ. Hắn chết rồi, hắn không muốn đầu thai, mới có kết cục như thế này. Thì ra hắn là đệ nhất học giả của Thanh Triều, lại có chuyện như vậy. Giang Hiểu Đình đứng bên cạnh hắn, trong đôi mắt đẹp rưng rưng nước mắt, có chút đồng cảm. Tâm hồn phụ nữ luôn giàu cảm xúc. Lý Phi kịp thời nhắc nhở, đừng nghe lời dối trá. Có vô số lời nói dối, và điều khó tin nhất trên đời này chính là lời nói dối. Giang Hiểu Đình gật đầu hỏi, vậy tại sao ngươi lại muốn hại bản thân của ta? Cô ấy không có thù oán gì với ngươi. Chỉ là bởi vì cô gái này và tiểu sinh thật sự có duyên phận. Ngày hôm đó ngươi đi ngang qua mộ tiêu sinh, nàng lại nghe được tiếng than thở của tiêu sinh. Cho nên tiểu sinh đi theo nàng đến đây. Quái, nói tiếp. Nói nhảm, người phụ nữ này còn chưa mở mắt, làm sao có thể nhìn thấy ngươi, nghe lời ngươi nói. Rõ ràng là vì sắc đẹp của nàng mà yêu đương, thậm chí còn muốn xui khiến nàng tự sát để nàng ấy có thể lấp đầy trái tim của bạn, oán hận và trở thành một cặp vợ chồng ma. Ngươi đáng chết. Lý Phi hét lớn,
sắc mặt thư sinh áo đỏ thay đổi chóng mặt, không ngừng giãy giụa, trở lại bộ dạng hung bạo gầm lên, đạo sĩ hôi hám. Ngươi đã hủy hoại việc tốt của ta, ta đã đặt tuổi thọ của cô gái này vào quá khứ. Nó đã bị hấp thu 50 năm rồi, thế nhưng là ngươi đang ở thời khắc mấu chốt ngăn cản ta. Ngươi sẽ chết thật tốt. Cái gì, ngươi hại nàng đến mức này? Lý Phi lập tức tức giận, giơ lòng bàn tay xuống, qua bát ti vàng kim, ù một tiếng, ngã xuống, trực tiếp ấn vào học giả áo đỏ, biến thành một cái một quả cầu khói và phát ra âm thanh xèo xèo. Ôi! Nhưng trong làn khói, một quả cầu ánh sáng xanh đột nhiên bộc phát, lao ra khỏi cửa. Nó trốn rồi, Giang Hiểu Đình lập tức hét lên. Vừa dứt lời, hắn đã nghe thấy tiếng hét cuối cùng của thư sinh áo đỏ từ ngoài cửa truyền đến, đồng thời còn có thể nghe thấy tiếng nhai nhai. Sư phụ, năm con quỷ đã đốt xác con quỷ này nên hắn phải rời đi. Ngoài cửa vang lên một giọng nói quái dị, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Không sao đâu thị hồn, năm con quỷ đã bị tiêu diệt rồi. Mọi chuyện diễn ra đúng như Lý Phi mong đợi, bát quái, ngoài cửa đóng vai trò cuối cùng. Thấy mọi chuyện đã yên tĩnh, Giang Hiểu Đình hít một hơi thật sâu, liếc nhìn cô gái bất tỉnh trên giường rồi vội vàng chạy tới. Lúc này sắc đẹp của hắn chợt tái nhợt, hắn nhìn Lý Phi bằng ánh mắt ngơ ngác. Kinh hãi, anh, đến đây xem tâm duyệt. Đúng lúc này, đôi vợ chồng trung niên cũng tỉnh dậy, nghe Giang Hiểu Đình nói thì lập tức chạy tới, thoạt nhìn thì hai vợ chồng ngã xuống đất phát ra tiếng tục giống như một vũng bùn. Sao chuyện này có thể xảy ra? Sao tâm duyệt lại lớn hơn tôi? Người phụ nữ trung niên lẩm bẩm một mình, nước mắt lưng tròng, cô bối rối. Người không cần nhìn, dương thọ của nàng đã bị thánh triều ma hút 50 năm, hơn nữa nàng sống hơn 10 năm, tương đương với sống 50-60 tuổi. Không biết cô ấy, dương thọ bao nhiêu tiền? Lý Phi cao mày, nếu dương thọ của cô gái này mới 60 tuổi thì tức là cô không còn sống được 2 năm nữa. Chúng ta nên làm gì đây? Cô ấy không thể chết được, đáng lẽ cô ấy không thể chỉ sống được 2 năm này. Giang Hiểu Đình chợt lo lắng, người bạn thân nhất của cô lúc này đã bất tỉnh, trông như một bà già, khiến cô đau lòng, lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay Lý Phi, khóc như mưa, Lý Phi, van cầu anh cứu cô ấy. Cô ấy là bạn thân của tôi, nếu cậu có thể cứu được cô ấy, cậu có thể cho cô ấy bao nhiêu tiền tùy thích, bố tôi là chủ tịch của triều đại KTV, tiền chắc chắn không thành vấn đề. Tiền, nếu vì tiền, tôi sẽ không quan tâm đến những chuyện ồn ào như vậy. Lý Phi, anh đánh giá thấp tôi rồi. Sắc mặt Lý Phi đột nhiên tối sầm, lắc lắc tay rồi thoát khỏi Giang Hiểu Đình. Bạn không phải vì tiền. Vậy thì tại sao bạn lại nói đi? Bạn muốn gì cũng được, tôi có thể cho bạn. Giang Hiểu Đình khóc lóc thảm thiết và không ngừng mắng Lý Phi. Cô điên rồi, tôi coi cô như bạn mà cô cứ coi thường tôi, cô có ý gì? Lý Phi đột nhiên trừng mắt nhìn cô, mắng cô. Giang Hiểu Đình sửng sốt. Bất kể ở trường, ở nhà hay giữa bạn bè của cô, không có người đàn ông nào, kể cả bố cô, từng mắng mỏ hay thậm chí nói một lời gay gắt với cô. Người thanh niên ăn mặc kém cỏi trước mặt cô lại mắng cô. Tuy nhiên, cô ấy dường như hiểu rằng chàng trai trẻ này thực sự không chỉ vì tiền. Sư phụ đừng tranh cãi nữa, xin hãy nghĩ cách cứu con gái tôi. Dù là thế nào đi nữa, chỉ cần chúng tôi có đủ khả năng, chúng tôi có thể giao cho ngài. Đôi vợ chồng trung niên khóc lóc quỳ lại Lý Phi. Lý Phi ngăn cản bọn họ, cau mày nói, hiện tại chỉ có một biện pháp, dù sao ta cũng chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Lời này vừa nói ra, đôi vợ chồng trung niên Giang Hiểu Đình đều sửng sốt, sau đó lại vui mừng khôn xiết. Bất kỳ giải pháp nào, Lý Phi sắc mặt vẫn không hề giãn ra, nhưng nhíu mày nói, hãy đến thẩm phán địa phủ nói rõ sự tình, có lẽ chúng ta có thể lấy lại được dương thỏ của nàng. Phán xét, Giang Hiểu Đình ba người nhìn nhau, đều không xa lạ gì với từ vựng này. Tuy nhiên, cho đến khi gặp Lý Phi, cả ba người đều không chịu tin rằng trên đời này có quan tòa. Suy cho cùng, nó chỉ tồn tại trong chuyện ma. Thật sự có thẩm phán sao? Người đàn ông trung niên nghi ngờ hỏi. Lý Phi gật đầu, vẫn nhíu mày nói, địa phủ có hệ thống phân cấp cực kỳ nghiêm ngặt. Dưới 10 vị hoàng đế trong thế giới ngầm, có 5 thẩm phán. Trong số đó có thợ săn ma thiên sư trung quỳ từ dòng dõi đạo giáo của tôi, đôi ô đi lại trong thiên hạ, hàng ma diệt yêu, không ai dám trái lời. Nói đến thẩm phán trung quỳ,
Lý Phi không khỏi dâng lên một cảm giác kính trọng trong lòng, sau đó nói, ngoài ra, bốn vị thẩm phán còn lại quanh năm đều ở trong âm phủ, và họ lần lượt là thẩm phán người thường thiện, trừng phạt ác quan, trừng phạt ác quan. Kiểm tra thẩm phán, gọi thẩm phán. Bốn thẩm phán này đảm nhiệm những chức vụ khác nhau, tính cách khác nhau. Trong số đó, thẩm phán thúc dục thường gọi là thôi phủ quân, có nhiệm vụ thêm bớt xương thỏ vào phàm nhân. Ông ta phụ trách sinh tử bạc, ông ta là người chúng tôi đang tìm kiếm. Lý Phi nói xong, nhìn ba Giang Hiểu Đình, thở dài nói, hủy phủ quân cũng là người đứng đầu tứ đại thẩm phán. Nghe nói ông ấy là người ngay thẳng, chính trực, nhưng tôi e rằng ông ấy là như vậy. Không xứng đáng với tên của mình, nếu thêm Dương Thọ vào cô gái này, e rằng sẽ là một sự mạo hiểm rất lớn. Chương 07, chuẩn bị khai trương diễn đàn. Rủi ro là gì? Giang Hiểu Đình nghe xong câu chuyện, vội vàng hỏi. Lý Phi cười khổ, nhìn ánh mắt tha thiết của ba người, nói các ngươi không có mạo hiểm đều ở bên ta. Hắn cũng không nói rõ ràng, rốt cuộc có một số việc liên quan đến bí mật Mao Sơn, một số việc liên quan đến địa phủ. Việc đàm phán với thôi phán quan chẳng khác nào cầu xin gia hổ, nếu không cẩn thận có thể làm cho lão nhân của mình không vui, khi đó Dương Thọ của Lý Phi sẽ bị suy giảm mấy chục năm, sẽ là tai họa lớn. Tất nhiên, với hành vi tâm thông hiện tại của Lý Phi, thực ra hắn gần như đã nằm ngoài tầm kiểm soát của sinh tử bạc, thôi phán quan cũng không dám tùy ý tăng giảm tuổi thọ. Dù sao đạo sĩ Mao Sơn cũng là người kế vị địa phủ nên vẫn phải cho hắn chút mặt mũi. Một khi đạo sĩ Mao Sơn đạt đến trình độ, thực quyền, thậm chí là siêu năng lực, thì thôi phán quan không thể điều khiển được Dương Thọ của mình. Chỉ có 10 người con trai của thế giới ngầm mới có tư cách này. Vì thế, Lý Phi tuy có chút bất an nhưng cũng không đến mức hoảng sợ, tệ nhất là sẽ giao chiến với thôi phán quan, rốt cuộc tại địa phủ và tổ tiên họ Mao Sơn đều có tồn tại. Lý Phi còn biết có người sáng lập dòng họ Bắc Mao tại địa phủ rất thành đạt và có tình bạn với Địa Tạng Vương Bồ Tát, đây là thủ đô để ông dám đàm phán với thôi phủ quân. Địa Tạng Vương Bồ Tát là ai? Đây là tượng địa phủ, âm thần sâu sắc nhất mà ngay cả 10 vị hoàng đế của âm phủ cũng phải đi lại xung quanh. Âm thần này từng ấp ủ ước nguyện từ lâu rằng địa ngục một ngày không trống, một ngày thành Phật. 12 giờ tối nay ta sẽ làm lễ mời thôi phủ quân lên. Có thành công hay không còn tùy vào số phận cô gái này. Lý Phi vẻ mặt trịnh trọng bước ra khỏi phòng, lòng nặng trĩu. Vài phút sau, Giang Hiểu Đình cũng bước ra khỏi phòng, chỉ để lại bố mẹ Lưu Tâm Duyệt, đôi vợ chồng trung niên vẫn ở trong phòng cùng con gái. Lý Phi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cau mày suy nghĩ điều gì đó. Bạn đang nghĩ gì đó? Giang Hiểu Đình lấy trong tủ lạnh ra hai bình Vương Lão Di, đưa cho Lý Phi một cái, thản nhiên hỏi. Không biết tối nay khai mạc diễn đàn sẽ xảy ra chuyện gì, hy vọng sẽ không có bất ngờ gì. Lý Phi nhấp một ngụm rượu, lơ đãng nói. Vì đã đồng ý nên phải cứu người, nhưng mời thôi phủ quân mở tế đàn là một việc vô cùng mạo hiểm. Nếu do chính chủ nhân của mình làm ra, thôi phủ quân có thể sẽ cho hắn chút mặt mũi. Nhưng thân là một tiểu đạo sĩ còn non nớt, vì sao đối phương lại phải đồng ý? Nói cách khác, 9 trong số 10 lần, bạn sẽ gây chiến với thôi phủ quân. Lý Phi mặc dù rất tự tin vào cách làm của mình nhưng lần này, anh thực sự không thể đoán trước được. Tất cả những gì chúng ta phải làm là đợi đến nửa đêm. Thấy Lý Phi im lặng, Giang Hiểu Đình không muốn bị làm phiền, buồn chán đành lấy chiếc Apple 6S mới mua trong túi sách ra để trò chuyện trên WeChat. Trò chuyện một lúc, cô đứng dậy đi ra ngoài nói với Lý Phi, tôi có việc phải làm. Tôi sẽ quay lại sau. Lý Phi gật đầu nói, không nói gì nữa, nhìn đồng hồ lớn trong phòng khách, lúc này ở Yên Kinh đã 5 giờ chiều, còn 7 giờ nữa phải chuẩn bị, thời gian còn rất nhiều. Lý Phi trịnh trọng gọi đôi vợ chồng trung niên ra khỏi phòng, chú và dì, bàn thờ sẽ mở lúc 12 giờ. Con còn cần một số thứ, chú giúp con chuẩn bị nhé. Em là họ Lưu, cậu chủ, nếu không phiền thì cứ gọi em là Lưu kết thúc. Đây là gì Lưu, nói thế này không có vẻ xa lạ. Cậu chủ, cậu nói xem, cậu cần gì? Chúng ta, chồng, và vợ sẽ chuẩn bị ngay. Sau cảnh Lý Phi vừa giết Thanh Triều Trạng Nguyên Lệ Quỷ, hai vợ chồng vốn đã có ấn tượng sâu sắc với đạo sĩ của Lý Phi, biết lời Lý Phi nói là sự thật, họ kính cẩn nói. Được rồi, vậy Lưu kết thúc, dì Lưu,
cậu tìm cách giúp tôi lấy một con gà trống lớn màu sáng, ngáy to, rồi lấy tượng Quan Nhị ra. Ngoài ra, xem có giấy nào không? Nếu cửa hàng bán tượng giấy có hình các vị thần thì bạn có thể mua bao nhiêu cũng được. Hãy nhớ rằng, tượng giấy thần bằng giấy càng nổi tiếng thì càng tốt. Lý Phi vừa nói vừa suy nghĩ, đầu óc quay cuồng. Con gà trống lớn thì dễ kiếm. Gần đó có một cửa hàng tượng giấy. Cái này cũng dễ kiếm. Tuy nhiên, tượng Quan Nhị Gia hơi khó kiếm, không biết bạn có muốn không? Một cái đã được mở ra, hay là... Người đàn ông trung niên có chút xấu hổ hỏi. Dù không biết Lý Phi dùng vào việc gì nhưng ông vẫn biết nó có được thánh hiến hay không. Không cần, tay nghề tinh xảo, giống như thần, Quan Nhị Gia giống như thật. Còn việc phong thánh, tôi sẽ tự mình làm. Lý Phi xua tay nói. Được, đơn giản thôi, vợ ơi, ông chủ nhìn cũng có vẻ đói. Em ở nhà nấu cơm, anh sẽ chuẩn bị những thứ này. Người đàn ông trung niên nói, không dám lơ là, vội vàng ra khỏi cửa. Sư phụ, mời ngài ngồi xuống trước để tôi nấu bữa tối. Người phụ nữ trung niên nói, sợ Lý Phi đói nên liền vào bếp bắt tay vào làm thật nhanh. Lý Phi gật đầu ngồi trên sofa, suy nghĩ từng chi tiết về cách mở bàn thờ, trong khi chờ người đàn ông trung niên mang đồ về. Thỉnh thoảng anh cũng nhớ lại những điều cấm kỵ mà sư phụ anh đã nói về việc mở bàn thờ và cố gắng chuẩn bị đầy đủ. Đối với Lý Phi, đây là lần đầu tiên kể từ khi ra mắt, anh phải tự mình làm mọi việc mà không có sự giúp đỡ của các anh và sư phụ, nếu nói rằng anh không hề bất an, lo lắng thì sẽ là nói dối. Khoảng 6 giờ, người đàn ông trung niên mang theo một chiếc túi dệt khổng lồ quay lại. Sư phụ, người thật may mắn, người muốn gì đều có ở đây. Vừa bước vào cửa, người đàn ông trung niên hưng phấn mở chiếc túi dệt ra, bên trong là một con gà trống to, nặng ít nhất 10 kg, ngẩng cao cổ đi đi lại lại trong phòng khách, như một dũng sĩ. Tổng quan. Ngoài ra, ngoài sáp thơm và những vật dụng khác mà Lý Phi đã giải thích trước, bên trong còn có 4, 5 tượng giấy và tượng đất sét Quan Nhị Gia ôm thanh long yển nguyệt đao trong tay. Tay, rất sống động. Lý Phi nhìn thoáng qua, gật đầu tỏ vẻ hài lòng, xem xét cẩn thận, liếc nhìn mấy tờ giấy, đang định nói thì người đàn ông trung niên đã nói trước, sư phụ. 5 tờ giấy này lần lượt được gọi là người. Na Cha Tam Thái Tử, Thiên Bồng Nguyên Soái, Nhị Lang Thần, Hồng Hải Nhi, và Quan Thế Âm Bồ Tát, là những vị thần rất nổi tiếng, bạn nghĩ sao? Lý Phi cau mày, sau đó xua tay nói, 4 cái đầu có tác dụng, còn về người giấy của Quan Thế Âm Bồ Tát, thì ngươi nên quay về nhanh đi. Tại sao, Quan Thế Âm Bồ Tát không phải là đại Phật trong truyền thuyết, có thể trấn áp cả Tôn Ngộ không sao? Chắc hẳn ngài rất có khả năng đối phó với tôi phán quan phải không? Lý Phi cười khổ nói, tôi không có khả năng thỉnh thân người của Quan Thế Âm Bồ Tát. Hơn nữa, Bồ Tát là Đại Phật, thuộc về Phật môn. Đạo giáo của tôi dù sâu xa đến đâu, cũng đều là vì lời mời. Ai không động được Bồ Tát thì chỉ có thể niệm Phật Pháp của người trong Phật môn. Chính là vậy, người trung niên chợt hiểu ra, nghi hoặc hỏi, vậy 4 tôn thần linh này dùng để làm gì? Chương 08, Chu Mộng Giao và Diệp Lương Thần. Lý Phi giải thích, mục đích của 4 người bị trói giấy này là để ngăn cản tôi gây chiến với Thôi Phủ Quân khi đàm phán đổ vỡ nên tôi đã xin linh thể sử dụng. Trong số các vị thần, có những vị mạnh hơn 4 tôn thần linh này rất nhiều, nhưng xét về danh tiếng thì 4 vị thần này gần như là tên hộ gia đình. Ở nhân gian, họ được nhiều người tôn thờ nên quyền năng của họ trong thế giới loài người cũng được so sánh với các vị thần khác. Lớn hơn. Lý Phi giải thích xong, thấy người trung niên nhìn lại tượng Quan Nhị Gia, lắc đầu nói, tuy Quan Nhị Gia chưa được phong làm thần, nhưng có thể gọi là thần của chiến tranh trên thế giới. Anh ta rất nổi tiếng trên thế giới và thậm chí còn mạnh mẽ. Sau khi vượt qua 4 vị thần này, tôi định mượn tượng Quan Nhị Gia để bảo vệ võ đường của mình. Mặc dù tôi không thể di chuyển linh hồn của Quan Nhị Gia với đạo công của ta, dù là tượng, Thôi Phủ Quân cũng phải sợ tam điểm. Quan Nhị Gia hay còn gọi là Quan Vũ, nổi tiếng với thời Tam Quốc, một thanh long yển nguyệt đao, đầy sát khí và khí thế anh hùng, có thể lấy đầu tướng địch như bao tải. Người dân thường thờ Quan Nhị Gia để đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của mình, đối với các loại quái vật thì Quan Nhị Gia có thể nói là sự tồn tại giống như thần thánh. Trong khi hai người đang nói chuyện thì thời gian đã điểm đến 8 giờ tối mà cô không hề hay biết. Lý Phi nói, liệu đích cuối,
ngươi trước tiên lên sân thượng của tòa nhà này bố trí võ đường theo chỉ dẫn của ta, sau đó đem con gái ngươi lên cùng. Sau này ta sẽ tổ chức lễ phong thánh cho quan nhị gia. Lý Phi lại đi ra ban công nhìn bầu trời, may mắn thay đêm nay trăng sáng, lập tức vui mừng khôn xiết, trời giúp con. Vì việc biểu diễn võ đường trong phòng gặp khó khăn nên sau khi bàn bạc, Lý Phi quyết định chuyển võ đường lên sân thượng ở tầng trên cùng. Người đàn ông trung niên không dám lơ là, lập tức đi lên tầng trên cùng bắt đầu trang điểm cho Lý Phi. Đúng lúc đó, Giang Hiểu Đình rời đi được vài tiếng đồng hồ mới trở về. Tuy nhiên, có thêm bốn người đi theo cô. Bốn người này là ai? Lý Phi nghi hoặc hỏi. Giang Hiểu Đình mỉm cười nói, xin giới thiệu với các bạn, tôi là Vương Đụn, mọi người gọi là Vương Mập Mạp. Giang Hiểu Đình chỉ vào một cậu bé ngây thơ phủ đầy da thịt ở phía sau rồi nói. Sau đó, anh ấy chỉ vào một cậu bé gầy khác đeo kính và nói, tên cậu ấy là Giang Di Minh, mọi người gọi cậu ấy là Tứ Nhãn. Ngay phía sau, một chàng trai cao ráo, cắt tóc nửa tấc, cao khoảng 1,8 mét tiến tới. Sau khi giới thiệu, Lý Phi mới biết người này tên là Diệp Lương Thần. Sau đó, mắt Lý Phi sáng lên, một cô gái bước về phía anh. Cô gái này buộc tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng tinh ở phần thân trên, che đi đôi chân dài và xinh đẹp, chỉ để lại một góc quần đùi denim khiến người ta phải suy nghĩ. Dưới chân cô là một đôi giày bệt nhỏ gọn màu hồng, trông khá ngây thơ. Ngoại hình của cô gái này cũng khá tốt, thậm chí còn đẹp hơn cả Giang Hiểu Đình, với vẻ đẹp tuyệt trần. Lý Phi có chút ngơ ngác, nhưng cô gái trước mặt lại cau mày, vẻ mặt có chút không vui. Nhìn thấy dáng vẻ chưa xa của Lý Phi, Giang Hiểu Đình liền vỗ nhẹ, này, cậu đang nhìn gì thế? Đây là vẻ đẹp của trường chúng ta đấy, Chu Mộng Giao. Đừng lấy ý tưởng của cô ấy, nếu không sẽ không tốt đâu. Ăn trái cây đi, nó chả có nghĩa gì cả. Lý Phi đỏ mặt, tôi chỉ nhìn anh một cái rồi đội mũ cao cho tôi. Nhưng anh không nói nhiều, chỉ nói với Giang Hiểu Đình, sao em lại dẫn nhiều người đến đây thế? Tâm Duyệt là bạn cùng lớp của chúng ta. Vừa nghe tin bạn ấy xảy ra chuyện gì, tôi liền chạy đến đón. Nhân tiện, tôi cũng kể cho họ nghe về bạn. Giang Hiểu Đình tinh nghịch lè lưỡi. Tôi, chuyện gì có thể xảy ra với tôi vậy? Lý Phi chỉ vào ngực mình mỉm cười. Nghe nói ngươi là đạo sĩ Mao Sơn, ngươi cũng có thể bắt ma. Ngươi xác định ngươi không phải vũ công giỏi sao? Ngươi có thể lừa được Đình Đình, nhưng ngươi không thể lừa được ta. Người cao lớn tên Diệp Lương Thần đến tiến tới nhìn Lý Phi, ánh mắt tà ác hỏi. Lý Phi cười hắc hắc nói, ta biết bắt ma thì liên quan gì đến ngươi? Hơn nữa, lừa ngươi có ích lợi gì? Ngươi có thể cho ta cái gì lợi? Thái độ của anh thế nào? Diệp Lương Thần rất không hài lòng với cách Lý Phi vừa rồi nhìn Chu Mộng Giao, lập tức giơ tay tát vào mặt hắn. Vậy vừa rồi thái độ của ngươi là thế nào? Lý Phi cười lạnh, không hề sợ hãi. Hắn có thể nhìn rõ vừa rồi ánh mắt Diệp Lương Thần, hắn rõ ràng thích Chu Mộng Giao, hắn coi bất cứ ai có ý nghĩ về Chu Mộng Giao đều là kẻ thù của mình. Này, 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 bạn đang làm gì vậy? Cứu người bây giờ quan trọng hơn, tại sao phải chiến đấu? Nếu bạn có điều gì muốn nói thì cứ nói với tôi nhé. Giang Hiểu Đình, Vương Mập Mạp, Tứ Nhãn vội vàng tóm lấy Diệp Lương Thần. Tôi chưa làm gì cả, anh ấy chủ động chọc tức tôi. Lý Phi giang tay ra, vẻ mặt thoải mái nói. Diệp Lương Thần vẻ mặt lạnh lùng, chỉ vào Lý Phi nói, cho dù ngươi dùng thủ đoạn gì để lừa dối Hiểu Đình hay thậm chí là chú gì của ngươi, nếu đêm nay ngươi không cứu được Tâm Duyệt, ta có 100 cách giữ anh ở đó, Tùng Giang thì không ở lại được. Còn anh cũng chẳng thể làm gì được. Hãy nhớ rằng, tôi tên Diệp Lương Thần, anh có thể hỏi tên tôi trong cả Tùng Giang Thị, ai không biết tôi Diệp Lương Thần sao? Lời này vừa nói ra, ba người Giang Hiểu Đình đều thay đổi sắc mặt, đều biết gia cảnh của Diệp Lương Thần trước mặt, trong toàn bộ Tùng Giang thì e rằng chỉ có Chu Mộng Giao mới có thể làm được. So sánh, kiêu ngạo, bá đạo, cao thượng, đã trở thành đồng nghĩa với Diệp Lương Thần. Việc ngươi tên Diệp Lương Thần không phải việc của ta. Lý Phi trợn mắt, thản nhiên nói. Ngươi, Diệp Lương Thần sắc mặt tái nhợt, đang định tiếp tục gay gắt nói. Lúc này Chu Mộng Giao vốn vẫn im lặng, nhẹ nhàng liếc Lý Phi, có vẻ không thích nhìn thấy hắn, nói, Hiểu Đình làm theo ta nói, ta nghe nói ngươi có chút tài nghệ. Ta cũng có nghe qua một chút về chiêu thức của Mao Sơn, ta cũng biết trên đời này quả thực có ma.
Nói đến đây, Chu Mộng Giao nhìn Lý Phi một cách khiêu khích, tuy nhiên, tôi cũng đã tiếp xúc với rất nhiều đạo sĩ từ Mao Sơn, không có nhiều, Nan Mao, và Bắc Mao, có năng lực thực sự. Bạn, có thể là một trong số họ. Diệp Lương Thần chất vấn năng lực của hắn, nhưng Lý Phi không để ý, dù sao hắn cũng không muốn tranh cãi với hắn, nhưng ánh mắt và thái độ của Chu Mộng Giao trước mặt khiến Lý Phi lập tức tức giận nói, nào, đi thôi. Vậy cậu có thể cùng tôi lên sân thượng, chỉ cần cậu không sợ, tôi có thể chỉ cho cậu. Được rồi, thế thôi, Chu Mộng Giao mỉm cười. Hừ, chờ ngươi lời nói, Lương Thần nhất định phải để ngươi lộ ra chân tướng. Diệp Lương Thần cũng cười lạnh nói. Giang Hiểu Đình ở một bên thở phào nhẹ nhõm khi thấy mâu thuẫn cuối cùng cũng lắng xuống, vỗ ngực nhìn Lý Phi có lỗi nhưng Lý Phi lại phớt lờ. Ngươi thật là Mao Sơn đạo sĩ, vậy ngươi biết Lâm Chính Anh? Vương Mập Mạp lúc này đi tới, đầy mong đợi hỏi Lý Phi. Lâm Chính Anh, ai cơ? Lý Phi thắc mắc. Còn Mã Tiểu Linh thì sao? Người chuyên diệt zombie, cô hẳn phải biết người này chứ? Nữ thần của tôi. Người có nhận ra Vu Mã không? Chết tiệt, tôi thậm chí còn không biết bạn. Bạn cũng tuyệt vời, bạn đến từ vùng núi à? Làm sao bạn biết? Tôi đang trò chuyện với Vương Mập Mạp, người quen của tôi. Lúc này bữa tối cũng đã dọn sẵn. Chương 09, kính gửi quan nhị gia. Hả, sao mọi người lại ở đây? Cùng ăn tối nhé. Mẹ của Tâm Duyệt nhìn thấy mọi người trong phòng khách, bà sững sờ một lúc rồi cười nói. Sau khi chào nhau xong, mọi người bắt đầu ăn uống mà không hề lịch sự. Một lúc sau, một người đàn ông trung niên cũng xuống lầu và thông báo với Lý Phi rằng mọi việc đã sẵn sàng. Nửa giờ sau, bữa ăn kết thúc. Thời gian đã điểm 8 giờ rưỡi. Chỉ còn chưa đầy 3 tiếng nữa là đến 12 giờ. Mọi người nhìn Lý Phi xem kế hoạch tiếp theo của anh là gì. Lưu cuối cùng, dì Lưu, hai đứa cứ ở trong phòng khách không được lên trên. Sau 12 giờ, thành bại sẽ được quyết định. Nói xong, Lý Phi cầm cái gói chứa, anh chàng, lên, dẫn 5 người gồm Giang Hiểu Đình, Chu Mộng Giao, Diệp Lương Thần ra khỏi phòng khách. Một nhóm 6 người đi lên sân thượng, theo lời cảnh báo trước của Lý Phi, không ai nói gì, lặng lẽ theo dõi từng cử động của anh. Ngoại trừ Diệp Lương Thần và Chu Mộng Giao tỏ ra không mấy quan tâm, 3 người còn lại đều rất quan tâm. Lúc này Lý Phi đã mặc áo đạo giáo màu cam, liếc nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, chăm chú nhìn và đặt tượng quan nhị gia ở chính giữa đạo đài. Cái gọi là đạo đài là một cái bục cao được xây dựng với nhiều bàn trên sân thượng theo chỉ dẫn của Lý Phi. Trên đạo đài có 4 tượng bằng giấy, ở giữa có tượng quan nhị gia, phía trước có lư hương. Con gà trống lớn đứng ở một góc đạo đài, trải lông, trông vẫn đẹp trai như xưa. Mái nhà cao cao, gió lạnh thổi khiến áo bào của Lý Phi rung lên, 4 người đứng dưới đạo đài đều có chút hồi hộp khó hiểu. Mặc dù trước đó Lý Phi đã cảnh cáo, nhưng lúc này Diệp Lương Thần vẫn hỏi trước, hiện tại ngươi đang làm gì? Đừng thần bí. Lý Phi nhẹ nhàng liếc hắn một cái, nói, ngươi trước đi Tam Duyệt. Ta muốn trân trọng mời, nhị thiếu gia, không cho người lạ vào. 4 người nghe tin Lý Phi sắp phong, quan nhị gia, liền thích thú, chạy sang một góc khác ngồi chung quanh Lưu Tâm Duyệt. Lúc này Lưu Tâm Duyệt được quấn trong chăn bông dày đặt dưới đất, xung quanh, theo yêu cầu trước đó của Lý Phi, đặt 18 cái bát. Trong bát có đốt nổi cắm 18 cây nhang. Bản thân Lưu Duyệt Tâm có khuôn mặt già nua và vẫn đang bất tỉnh. 5 người nhìn thấy cô như vậy không khỏi rùng mình, tiếng Lý Phi chửi rủa ở đằng kia thu hút sự chú ý của bọn họ. Trời đầy thần, đất đầy thần, nay có Lý Phi, đệ tử của Mao Sơn, vốn là phàm nữ Lưu Tâm Duyệt. Nàng vâng theo ý trời, thay đổi số phận, nhị gia lang thang khắp thế giới cùng địa phủ, thần ma. Hết thảy yêu quái đều xưng là ác quỷ, thành tâm mời nhị thiếu gia pháp thần đến, giúp đỡ các đệ tử. Lý Phi hét lớn, nắm chặt tay, chỉ vào 3 nén nhang trước mặt, nhìn thấy 3 nén hương tự động bốc cháy, 4 người đứng nhìn từ xa đều khá kinh ngạc. Sau đó Lý Phi cung kính cúi lạy tượng quan nhị gia trước mặt 3 lần, rồi nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm. Ánh trăng rơi xuống trần gian, pháp môn suốt đời vô biên, khai mở. Lý Phi vừa hét lớn, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm, tiếp tục ấn nhanh trên tay, xung quanh đột nhiên xuất hiện một cơn gió mạnh. Ôi! Vài phút trôi qua, vầng trăng trên bầu trời tỏa ra ánh sáng vàng huyền ảo, chiếu thẳng xuống tượng quan nhị gia. Ngay sau đó,
bức tượng lóe lên ánh sáng vàng rồi lại bắt đầu mờ đi. Chỉ thế thôi sao? Diệp Lương Thần tỏ vẻ bất mãn, hừ, đây là thần thông. Ba người còn lại, đặc biệt là Chu Mộng Giao, vốn là có tinh thần phấn chấn, nhưng lúc này cũng có vẻ thất vọng. Lý Phi không để ý tới ánh mắt của bọn họ, chỉ biết rằng trong bức tượng này đã có bùa đạo giáo vô hình, nhị gia, rong ruổi khắp thế giới, pháp thân của hắn đã truyền bá khắp. Hoa hạ, nhị thiếu gia, ở đây, ta có một chút linh lực. Nếu Thôi Phán Quan có mặt lúc này thì sẽ cảm nhận được ngay. Mấy giờ rồi, lúc này chuẩn bị xong xuôi, Lý Phi thấp giọng hỏi. 11 giờ rưỡi rồi, Giang Hiểu Đình nhìn đồng hồ trên tay, ngạc nhiên nói. Cái gì, sao có thể trôi qua nhanh như vậy? Đã bao lâu rồi, đồng hồ của anh hỏng rồi à? Vương Mập Mạp ngạc nhiên nhìn đồng hồ. Bây giờ vẫn là 11 giờ rưỡi. Vẻ mặt của Chu Mộng Giao và Diệp Lương Thần cũng giống nhau, lúc này, năm người bỗng nhiên ngơ ngác, không hiểu sao thời gian lại có thể trôi nhanh như vậy. Lý Phi sắc mặt tối sầm, như chợt nghĩ đến điều gì, chợt nhìn lên bầu trời, chợt một lúc nào đó, một đám mây đen và minh nguyệt bao phủ lấy hắn, xung quanh tối đen như mực và có gió thổi hiu hiu. Anh ta lại nhanh chóng nhéo ngón tay mình, càng nhéo, sắc mặt càng tối sầm, đột nhiên kêu lên, không ổn. Sao vậy? Giang Hiểu Đình và ba người còn lại cũng cảm thấy có gì đó không ổn, sắc mặt tái nhợt hỏi. Đêm ngắn lại là điềm báo đại họa trong chiêu thức Mao Sơn, e rằng đêm nay sẽ không đơn giản như vậy. Tim Lý Phi đập loạn xạ, hắn rất căng thẳng, cúi đầu liếc nhìn. Trước bức tượng, quan nhị gia sống động như thật trước mặt, và nói với giọng mà chỉ mình anh mới nghe được, lẩm bẩm với chính mình, chúc phúc cho tôi, nhị thiếu gia, tôi hy vọng mọi chuyện tối nay sẽ suôn sẻ. Bíp bíp bíp, 12 giờ rồi, Giang Hiểu Đình kêu lên. Tiếng tích tắc của kim giờ giống như tiếng chuông cảnh báo, cứng đờ trong khoảnh khắc này. Trong lòng mọi người trầm xuống, ngay cả Diệp Lương Thần vốn tự nhận không tin có ma cũng nhất thời cảm thấy yếu ớt, không tự chủ được liếm môi. Nhắm mắt lại và đừng mở chúng trừ khi bạn nghe hoặc nhìn thấy bất cứ điều gì. Cùng lúc đó, Lý Phi thấp giọng hét lên. Nhanh chóng lấy từ trong túi đạo bào ra một chiếc chuông to bằng lòng bàn tay, đồng thời nhanh chóng cầm trong tay một thanh kiếm đồng xu chỉ về phía trước đạo đài. Cách đó khoảng 1 mét. U u u, ngọn gió đen tối xung quanh tựa như đang nuốt chửng linh hồn con người, đầy rẫy những điều kỳ quái, kỳ quái. Toàn bộ khu vực sân thượng lúc này trở nên tối đen như mực, như thể đột nhiên bị bao phủ bởi một thứ gì đó đáng sợ, và tất cả ánh đèn thành phố đều biến mất. Dường như kể cả Lý Phi, tất cả mọi người đều bị mắc kẹt trong bóng tối như vậy. Ánh trăng trên đầu tôi đã tắt từ lâu. Lý Phi lưng ướt đẫm mồ hôi, trên trán cũng có mồ hôi, trong tay nắm chặt thanh kiếm đồng và chuông dẫn hồn. Bát! Đột nhiên, 3 nén nhang trên đạo đài gãy hết, rồi nơi Lưu Tâm Duyệt nằm, 18 ngọn đèn dầu cũng vụt tắt. Dấu hiệu đáng ngại. Lý Phi trong lòng trầm xuống. Cùng lúc đó, phía sau Giang Hiểu Đình và 4 người còn lại, một làn sương đen kỳ lạ giống như một đài phun nước dần dần ngưng tụ và thành hình. Trong màn sương đen, một bóng người cao khoảng hơn 2 mét xuất hiện, khiến mọi người chấn động. Chương 10, thẩm phán đến. Lý Phi giữ im lặng và không hành động hấp tấp vì điều này. Hắn biết bên kia chính là Thôi Phủ Quân, thủ lĩnh tứ quan, đến từ âm phủ. Phụ trách sinh tử bạc. Nhưng theo dự tính trước của Lý Phi, anh sẽ không chia tay Thôi Phủ Quân trừ khi thật cần thiết. Hả, mùi nước tiểu ở đâu? Ai tè? Tập trung trong một góc, 4 người Giang Hiểu Đình đều run rẩy, nghe theo lời cảnh báo của Lý Phi, không hề mở mắt. Người lên tiếng lúc này chính là Vương Mập Mạp. Là Diệp Lương Thần. Lý Phi nhìn rõ ràng cảnh tượng này. Diệp Lương Thần ban đầu không vui nên lúc này mới lên tiếng. Diệp Lương Thần, ngươi làm sao vậy? Còn chưa có chuyện gì. Sao lại sợ chết khiếp, đồ vô dụng, Giang Hiểu Đình nhéo mũi, khinh thường nói. Đây không phải tôi. Diệp Lương Thần trong lòng rất xấu hổ và sợ hãi, luôn cảm thấy xung quanh thật quái dị. Là một trong những Tùng Giang Tứ Thiếu, anh đã từng gặp phải cảnh tượng như vậy ở đâu chưa? Ai, ai vỗ vai tôi, Vương Mập Mạp, là ngươi sao? Diệp Lương Thần chợt cảm thấy trên vai mình bị vỗ nhẹ. Toàn thân ớn lạnh, không khỏi tức giận nói. Chết tiệt, tay tôi đang ở trong tay Hiểu Đình. Vương Mập Mạp lợi dụng tình thế, nóng nảy nói.
Thả tôi ra, vừa rồi ai quay phim tôi vậy? Tứ Nhãn, là cậu à? Diệp Lương Thần bỗng cảm thấy càng kỳ lạ hơn, cảm thấy vai bên kia của mình lại bị vỗ. Lần này hắn nổi cơn thịnh nộ, chợt mở mắt ra và bắt đầu chửi rủa không giải thích, là bà nội hắn, sao lại đặc biệt như vậy? Bạn làm tôi sợ. Khi anh mở mắt ra, Lý Phi cười thầm nhưng không ngăn cản. Tôi đi đây, cô là ai? Diệp Lương Thần nhìn thấy trước mặt mình, không biết lúc nào có một người đàn ông trung niên mặc đồ đen đứng cao hơn 2 mét. Người đàn ông này mặc bộ quần áo màu đỏ cổ xưa, như thể đến từ thời cổ đại, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Đội mũ cao, tay trái cầm bút viết màu đỏ như máu, tay phải cầm một cuốn sách cổ, sắc mặt tái nhợt đang nhìn hắn. Cùng lúc đó bị Diệp Lương Thần làm cho sợ hãi, ba người còn lại lúc này cũng mở mắt. Vừa nhìn thấy, hai cô gái trong số 4 người là Giang Hiểu Đình và Chu Mộng Giao hét lên và ngất đi. Và Vương Mập Mạp, Tứ Nhãn, hoảng sợ đến mức choáng váng tại chỗ trong giây lát. Hừ, ta là Thôi Phủ Quân uy nghiêm, mà ngươi chỉ là phàm nhân mà dám phạm thượng âm thần. Ta sẽ trừ 10 năm dương thọ làm cảnh cáo cho kẻ khác. Một giọng nói u ám vang lên, khi nhìn thấy âm thần này, hắn làm động tác đánh dấu lên cuốn sách trên tay. Phán quan đại nhân đợi đã. Lúc này Lý Phi sắc mặt tối sầm, cuối cùng cũng chuẩn bị ngăn cản. Ý định ban đầu của hắn là dùng Thôi Phủ Quân để trừng phạt Diệp Lương Thần một hình phạt nhỏ. Nhưng không ngờ Hủy Phủ Quân thực sự sẽ làm giảm dương thọ của hắn, đúng như điều mà Lý Phi đã đoán trước. Thôi Phủ Quân quả thực không phải là người tốt. Mẹ kiếp, bảo bảo sợ quá. Diệp Lương Thần chỉ biết quỳ xuống đất thở hổn hển. Bạn là ai? Thôi Phủ Quân bị giọng nói của Lý Phi thu hút, khuôn mặt tái nhợt đầy những đám ma chơi xanh, quay lại nhìn Lý Phi một cách nghiêm túc. Ta là Bắc Mao đời thứ 8 Lý Phi, người sáng lập là Linh Minh Thiên Sư. Lý Phi cúi đầu chắp tay đối mặt với Quỷ Vương nham hiểm, dùng âm mưu to lớn đuổi tổ tiên dòng họ Bắc Mao ra ngoài. Thôi Phủ Quân sắc mặt hơi tối sầm, nhìn kỹ Lý Phi, tựa hồ có chút sợ hãi, âm khí trong cơ thể dường như giảm đi một chút. Anh là người bảo tôi lên đây à? Tại sao vậy? Thiên sư đi lại giữa hai cõi âm dương, không thể so sánh với những hồn ma thuần khiết như thẩm phán, nhưng nói chung, ngài không xúc phạm đến sông nước. Thẩm phán chân áp địa phủ quỷ hồn, thiên sư và diệt trừ ma quỷ trần gian, họ có trách nhiệm khác nhau nhưng cùng một mục đích. Báo cáo phán quan đại nhân, có một cô gái phàm trần bị một hồn ma oán hận hãm hại và dương thọ đã bị hút vào. Tiểu đạo cho rằng mạng sống của cô gái này không nên bị cắt đứt. Tôi xin các bạn hãy quan sát kỹ, chi tiết và thêm cô dương thọ trở lại. Lý Phi siết chặt nắm đấm, nói với giọng cung kính. Chia chia, đùa thôi, một tiểu thiên sư dám cho phép ta tùy ý thêm một phàm nhân dương thọ. Ngươi cho rằng mình là ai? Thôi phán quan cười hung hãn, khiến người ta kinh hãi tột độ. Lý Phi cau mày, giọng điệu trở nên kém thân thiện. Người phụ nữ này vốn là dương thọ, nhưng bị một hồn ma oán hận lưu lại trần gian hãm hại. Quỷ oán hận này đã bị tiểu đạo giết chết, mà người địa phủ cũng là nếu hôm nay thôi phán không thuận tiểu đạo thì tiểu đạo phải dùng đạo giáo, xuống địa phủ một mình viết đơn âm thần, kiện thập hoàng, không được chịu hậu quả. Lý Phi chính trực mắng lớn. Âm thần như, đối với âm thần, đó là điều đáng sợ nhất. Nếu không cẩn thận, thập hoàng tử sẽ nổi giận. Người như Cui Pen nhất định sẽ bị tước đoạt thần vị, vĩnh viễn không thể trọng sinh. Táo bảo, ta nghĩ ngươi chán sống rồi. Nếu ngươi còn tiếp tục cư xử khốn nạn, ta không còn cách nào khác đành phải đưa ngươi về địa phủ thẩm vấn. Thôi phán quan giọng điệu nham hiểm nói, ngươi cũng biết tên của ta. Thôi phủ quân, nhắc lại cho tôi, làm sao thêm dương thọ được. Vậy tiểu đạo sẽ đắc tội. Lý Phi hét lớn, không chút do dự, lập tức lẩm bẩm. Cầm kiếm đồng xu, lần lượt rút ra phù văn thần bí trong hư không, thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp. Chích! Một tiếng, ù ù, thanh đồng xu trong tay Lý Phi trong bóng tối phát sáng màu vàng kim, đầu kiếm phủ đầy phù văn vàng, trong nháy mắt lao về phía Thôi phán quan. Diệt quỷ kiếm, đối phó với yêu quái thì được, nhưng nếu muốn giết ta thì kỹ năng của ngươi còn lâu mới hoàn hảo. Thôi phán quan cười nham hiểm, nhưng nhìn thấy đám ma chơi xung quanh dâng trào. Hắn giơ tay lên, chiếc chổi trong tay vặn vẹo một lúc, phun ra một lượng lớn sương mù đen, và bỗng nhiên biến thành một sợi dây xích đen khổng lồ. Ồ ô,
Trên đầu sợi xích có một con mã cực kỳ hung hãn đang gầm lên giận dữ với Lý Phi. Bùm! Khi sợi dây xích bất ngờ vung lên trong tay Thôi Phán, nó giống như một con rắn khổng lồ đang nhảy múa, bất ngờ nuốt chửng thanh kiếm đồng tiền. Ồ! Tiền xu rơi vãi, đạo giáo bị phá vỡ, Lý Phi bị bật ngược, miệng trào ra một dòng máu. Đúng như mong đợi của một âm thần. Lý Phi trong lòng thầm kinh ngạc, nhưng không chịu thua, tại chỗ ném tam thanh linh, trong tay lên không trung, xoay tròn vo ve không ngừng. Lập tức, hắn chắp hai tay, hét lớn như sấm sét giáng xuống, người thống trị đảo. Con đường thế gian, quái vật và yêu quái, thần là núi, đạo như biển, vượt núi và vượt qua biển, bạn có thể cứu thế giới. Lỗi. Niệm xong, hắn vẻ mặt hung ác, nhanh chóng cắn ngón giữa, một ngụm máu từ đầu lưỡi bỗng nhiên phun về phía tam thanh linh. Tập 1 Âm Dương Thiên Sư đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón nghe. Hẹn gặp quý vị và các bạn ở tập sau. Vui lòng ấn chuông thông báo để được nghe chuyện sớm nhất. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.